Hello, xin chào các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào tiếp theo phần rất là quan trọng trong vấn đề về thiết kế Elude. Thì hôm trước thì chúng ta đã học về cái công cụ phí ma rồi. Và tất nhiên là qua công cụ phí ma thì các bạn sẽ phải làm rất là nhiều bài. Và tất nhiên là mình sẽ bật cho bạn xem một số cái bài để các bạn, mình sẽ chụp cho các bạn. Sau đó thì các bạn sẽ phải làm bài và luyện tập. Được không ạ? Ok, thì lúc này mình sẽ bật cho các bạn xem một số file là cái công cụ của chúng ta. Chúng ta chọn vào E, chúng ta chọn vào phần dạy học AI. Và trong đây thì nó sẽ có một vài cái nền tảng cho các bạn. Ví dụ, đây, công cụ phí ma, được chưa? Và tôi bật lên cho các bạn xem. Ok, trong trường hợp mà nó bị mất đường link thì cũng không vấn đề gì cả. Nhưng ở đây, đây là những cái nền tảng mà chúng ta sẽ luyện tập chẳng hạn. Đây là một kiểu này. Đó, các bạn nhìn chưa? Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ tắt đi và chúng ta sẽ ấn vào Ctrl+N. Chúng ta sẽ cho cái này nó rộng ra một tí. Chúng ta có công cụ. Chúng ta sẽ chọn vào bài số công cụ phím. Chúng ta sẽ ghi bài. Ở đây nó sẽ có giá trị là bài 1 cho các bạn, thì các bạn sẽ phải luyện tập qua bài 1 như thế này. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Với bài 1 thì chúng ta sẽ đi qua cái nền tảng là chuột đen, sau đó thì chúng ta sẽ chuột trắng, sau đó thì chúng ta sẽ đi vào những cái chất liệu như thế này. Tôi sẽ phóng to cho các bạn nhìn một cái chưa? Ok, đẩy sang phải này, đẩy sang trái này, lên trên này, xuống dưới này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Rồi, sang bên này là những cái bố cục này. Rồi chúng ta sẽ tạo ra những cái bố cục như thế này này. Rồi chúng ta sẽ tạo ra những cái bố cục như thế này này. Ok, mọi người nhìn được cái này chưa nhở? Đó nhá, nhìn này, đi chậm lại một tí này. Rồi, sang số 2. Rồi, tiếp tục xuống dưới. Rồi, tiếp tục sang phải. Rồi, tiếp tục sang phải tiếp theo một lần thứ hai. Xuống dưới và tiếp theo giá trị của chúng ta chọn vào đây. Tiếp theo đây là giá trị công cụ phím ma chúng ta đi qua đó. Rồi thì cái bài hôm nay tôi đã hướng dẫn cho các bạn tiếp theo, đó là công cụ về chất liệu trong thiết kế. Nào, chúng ta sẽ chọn bước 1, hãy chọn vào tạo ra khổ giấy cho tôi. Và các bạn nhớ một điều rằng là cái phần chất liệu là phần cực kỳ quan trọng trong vấn đề về thiết kế của các bạn. Chất liệu có nghĩa là gì? Nào, các bạn nghĩ sao ạ? Chất liệu có thể là bằng ảnh được không ạ? Alo? Được. Chất liệu có thể bằng chữ, chất liệu có thể bằng màu sơn, chất liệu bằng bất cứ cái gì đó. Nhưng vấn đề là chất liệu, nó phải có giá trị. Nó phải có giá trị trong bản thiết kế của bạn là tiêu chí số 1 là nó phải đẩy mạnh cái giá trị hình chính của bạn lên. Nhá. Nó tôn cái giá trị của đối tượng chính của bạn lên. Được chưa? Ok, mọi người hiểu cái này chưa nhỉ? Đã hiểu thầy. Vậy, và phần thứ hai là cái chất liệu nó phải có giá trị là đồng bộ với cái thương hiệu, với cái sản phẩm mình đang dùng. Mọi người hiểu cái này chưa đã? Alo? Đã À, hiểu ạ. rồi tiếp theo, cái chất liệu nó phải có giá trị tương phản với cái sản phẩm mà mình mong muốn. Ví dụ các bạn có thấy rằng là khi người ta làm về mỹ phẩm thì cái phần chất liệu của chúng ta là cái gì? Nào các bạn. Alo. Chất liệu của Chất chúng liệu ta. là nước đúng không ạ? Là kiểu cái chất liệu của cái sản phẩm ấy ạ? Như là Nha. cái đồ bột Khi đúng làm không ạ? cho mỹ phẩm thì hôm nay chúng ta học đến chất liệu chẳng hạn. Thì cái chất liệu đây nó có thể là áp dụng vào đâu? Vào Màu đầu màu tiên sắc. là vào hình này, đúng không? Đó. Vào đối tượng, hình là đối tượng rồi, vào chữ này, có đúng không? Đó. Vậy thường thường cái chất liệu này nó sẽ nằm ở đâu để tôn giá trị sản phẩm của các bạn? Ví dụ sản phẩm của bạn là một, ví dụ như là tôi làm ra một cái nước giặt hoa cúc chẳng hạn, đúng không? Nào các Rồi. bạn nhìn này, vậy thì cái chất liệu của tôi dùng là hoa gì? Và Để cho khách hàng có tư duy cái vấn đề là đến cái sản phẩm của chúng ta là phải là hoa cúc và nhìn phát phải biết ngay.
Ví dụ các bạn đã nhìn trên những nhãn mác biểu tượng của các bạn rồi, ví dụ như là nước cam thì phải có quả cam, có đúng không? Được. Và chất liệu thì có thể là chất liệu cho hình, là background ở phía dưới của các bạn, có thể áp dụng vào background. Phần thứ hai có thể là áp dụng vào chữ của các bạn, chữ của các bạn, được chưa? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ đưa ra một vài cái tiêu chí để chúng ta làm về thiết kế. Ví dụ, và trong trường hợp số 1 là các bạn sẽ nhìn thấy rằng là vậy chất liệu của chúng ta có thể tạo bằng ảnh, được không ạ? Chất liệu của chúng ta có thể tạo bằng hình mà chúng ta vẽ ra được không ạ? Alo. Cái này được ạ. Rồi, bằng hình của chúng ta vẽ ra là ok. Khi làm về mỹ phẩm, làm về nước hoa, làm về cái xà phòng giặt, rồi làm về cái gì đó có mùi thơm thì thường thường nó liên quan đến cái hình gì các bạn? Mùi thơm liên quan hình gì? Bông hoa. Rồi, bông hoa, chính xác chưa? Rồi, tôi lại cho các bạn thêm một cái giá trị nữa. Đợi đợi đi, tôi sẽ tắt bỏ cái này bởi vì là có một số bạn thì tôi sẽ phải đưa ra khỏi nhóm cái nhóm đi nút. À, tại sao thế? Bởi vì là nếu mà các bạn thấy ổn, được không ạ? Ví dụ như là chúng ta thấy mà chúng ta thiết kế Photoshop mà không nộp bài cho tôi và không tôi không xem được bài thì tôi cho các bạn ra khỏi nhóm và tôi cho các bạn vào nhóm Photoshop để các bạn học lại. Nha. Và các bạn nhớ một điều rằng là sau khi mà các bạn ra khỏi nhóm thì các bạn sẽ học lại cho tôi để tôi nên muốn lấy cái kiến thức của các bạn. Tôi muốn mong muốn rằng các bạn sẽ phải tiến bộ, được chưa? Rồi, tiếp theo này. À, khi làm về chất liệu về quần, ví dụ như là quần bò chẳng hạn, thì mình có thể dùng chất liệu gì? Nào, dùng chất liệu gì ạ? Hình sợi chỉ với cả màu vải bò. À, đúng rồi, vậy thì mình có thể dùng vải bò. Nếu mà làm về chất liệu đồ da thì sao? Đèn Đồ da thì kiểu như là đèn da màu các da. cung bật các thứ ạ. À, vậy tôi hỏi bạn nhé, nếu mà tôi hỏi như thế thì bạn có phải ngay lập tức bạn nục trong đầu của bạn có những cái kiến thức nói về cái ngành nghề đó không ạ? Alo? Đó, đúng rồi. Đúng Đúng rồi. rồi. Có đúng không? Ví dụ tôi hỏi nhá, em gái của bạn mặt mũi ra sao? Có đúng không? Thì ngay lập tức là tất Được. cả những cái hình tượng, những cái hình ảnh của em gái của bạn sẽ hội về trong giá trị đầu của bạn và bắt đầu bạn nói ra là mặt em gái tôi nhà trái xoan, ok, da trắng, môi đỏ chẳng hạn, ví dụ thế. Vậy thì cũng giống như thiết kế thôi. Tôi nói cho các bạn biết rằng là để muốn có người cái người thiết kế tốt được thì phải là người đi xem nhiều. Các bạn có đồng ý với tôi điều đó không ạ? Dạ. Và Cũng xem đúng rồi nhiều các anh. qua cái bài hôm nay tôi đang nói cho các bạn thì các bạn sẽ phải có tư duy như sau. Mình thấy là người ta làm về đồ đồ da cao cấp cho những thương hiệu nổi tiếng thì thường thường người ta hay chọn những cái màu này này. Họ hay dùng cái chất liệu này này, rồi họ dùng background như thế này này, đúng không? Vậy thì những cái chất liệu, những cái background, những cái hiệu ứng đó thì lúc này chúng ta phải tìm các keyword của nó để là chúng ta tìm ra để lấy về thư viện. Nên là các bạn có thấy là nhiều lúc tôi có rất nhiều thư viện không ạ? Alo. Yeah. Bởi Hay vì à. là khi mà tôi có nhiều thư viện là có nghĩa là tôi bắt cái công việc của tôi hàng ngày là phải đi xem, đi nhìn, đi lấy về để làm sao ạ? Một ngày mai tôi làm thiết kế tôi đưa vào thì nó rất là hợp lý chứ không phải lấy tạm bợ một cái nào cả. Các bạn hiểu cái này chưa đó? Nên tôi hy vọng rằng sau này khi cái kết thúc cái bài này, các bạn sẽ phải có một cái nhiệm vụ là đi cho tìm cho tôi các thương hiệu và cái chất liệu background, chất liệu cho chữ, chất liệu cho hình nó sẽ như thế nào. Đôi lúc cái chất liệu nó có thể bằng chữ, có thể chất liệu bằng hình vẽ ra và chất liệu có thể bằng ảnh. Nó có ba loại chất liệu rõ ràng như vậy và cái ba chất liệu đấy nó có thể áp dụng vào các vị trí, ví dụ background, áp dụng cho đối tượng, áp dụng cho việc trang trí, rồi áp dụng cho chữ, được chưa? Rồi bây giờ thì các bạn sẽ nhìn vào đây chất liệu của chúng ta sẽ vẽ ra một đối tượng và hôm nay thì chúng ta sẽ liên quan đến một cái chất liệu phóng to. Sau khi phóng to xong thì các bạn để ý cho tôi là tôi sẽ cầm cái này tôi đặt xuống dây tí đã. Rồi ok. Chúng ta hãy chọn cho nó một cái màu thì việc đầu tiên là bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu như thế này. Được chưa? Và sau khi chọn màu xong thì các bạn để ý cho tôi thêm một tí nữa đó là cái đối tượng của chúng ta gồm có hai thành phần. Một là màu của đối tượng, hai là màu viền của đối tượng thì chúng ta chọn vào viền và tôi làm mất mất viền đi. Đấy, mất viền nhá.
mất viền là phải chọn vào viền đây ạ. Và tiếp theo là giá trị là ấn vào biểu tượng gạch chéo, được chưa? Và các bạn lưu ý cho tôi cái việc này là sau khi tôi chọn xong nhá, sau khi tôi chọn xong thì phải làm gì ạ? Rồi, chúng ta sẽ quay trở về đầu tiên. Đầu tiên chất liệu hồ sơ chúng ta chỉ làm một cái màu background này thôi. Vậy cái màu này nó đã phù hợp với thương hiệu chưa? À, cái màu này nó phải phù hợp theo ngũ hành tương sinh tương khắc chưa? Đấy, có nhiều người cứ bảo là ok em chọn màu gì cũng được, ở chọn màu hiện đại theo thương hiệu. Nhưng cái thương hiệu đấy nó rất hiện đại, màu nó rất đẹp, nhưng mỗi tội nó không hợp với gia chủ nhà mình. Nó lại không hợp với cái thương hiệu của cái ông giám đốc mình đang làm. Nên các bạn nhớ một điều rằng là bạn sẽ phải trộn hai giá trị lại với nhau. Một là cái tư duy của các bạn, tư duy về sản phẩm của các bạn phải có, nhưng bạn phải trộn với tư duy của cách thêm khách hàng nữa thì bạn mới đạt đến cái giá trị, đó là sự rung cảm của họ về xem cái thiết kế của mình nhá. Các bạn hiểu cái này chưa? Màu lạnh Đã hiểu rồi ạ. tượng trưng cho cái gì? À, màu đỏ tượng trưng cho cái gì? Màu đấy mình cũng đọc thêm màu vào để mình có cái giá trị sau này khi làm về logo mình có thể mô tả cho cái thương hiệu đó là màu đỏ nó tượng trưng cho cái gì, nhiệt huyết các thứ. Rồi màu xanh tượng trưng cho sự tin tưởng các kiểu, trẻ trung ví dụ hết. À, chúng ta phải nắm được về kiến thức về màu để thứ nhất là chúng ta nói về cái thương hiệu của chúng ta dùng màu luôn, có ý chúng ta để dùng màu với thương hiệu của người ta nữa thì tuyệt vời quá. Thậm chí nói thật cho các bạn biết là người ta còn chọn cả thông số nữa đây, thông số đấy. Và thông số này thì ví dụ như tại sao tôi lại chọn 68 chẳng hạn, ví dụ đây 85 tôi có thể là chọn 86 được chưa, đấy ví dụ đấy, đấy là một trong những cái yếu tố mà người ta có thể tăng cái giá trị lên để cho người ta nhìn thấy có con số nó phù hợp. Và tất nhiên là hồ số phù hợp nên nó phải như thế nào, ví dụ 12 thì hợp với mệnh mộc, 34 là hành hỏa, 56 là hành gì thổ, 78 là kim và 90 là thủy đó. Tất nhiên là chúng ta phải làm được điều đó. Phần thứ hai là nếu mà chúng ta hiểu về thương hiệu thì khi bạn làm ra một cái poster, bạn làm treo ở trong một cái công ty rồi treo ở trong gian hàng thì cái poster đấy nó phải nằm ở vị trí nào? Vậy thì để muốn biết được vị trí đúng nghĩa thì chúng ta phải biết được tuổi của gia chủ là gì, biết được tuổi của cái người giám đốc là gì để chúng ta tạo ra một cái poster theo ngũ hành nó thì nằm ở vị trí nào, nó là màu xanh hay màu đỏ hay màu vàng, đúng không ạ? Các bạn hiểu cái này chưa? Ví dụ tôi sinh năm 1982 nhá, là mệnh thủy thì có hợp màu đỏ không các bạn? Alo? Dạ không ạ. Đấy, thế chứ, có nhiều người người chốt một câu như vậy đúng chưa ạ? Nào, các bạn có ý kiến nào khác không ạ? Alo, chúng ta tương tác đoạn này nhá, đoạn này nó liên quan đến lý thuyết, đoạn này liên quan đến tư duy. Và cái tư duy tôi đang đưa cho các bạn đó là những tư duy thực tế đi làm chứ không phải là hàn lâm theo kiểu ôm màu này trộn màu này, không, tôi chưa nói về cái việc đó nha. Hôm trước dạy về chọn bộ màu rồi, chọn bộ màu đẹp rồi, hôm nay dạy về chất liệu của chúng ta có thể làm vẽ được đối tượng rồi chữ và từ hình rồi, ok hiểu cái này chưa? Vậy thì bạn nào có bạn ý kiến nào không ạ? Tôi có hợp màu đỏ không ạ? Không ạ, hợp màu đen đấy. À, đấy thì cho có bạn là đã cũng tìm hiểu là thầy Khánh nhà hợp màu đen rồi. Vậy tôi hỏi bạn nhé, màu đen tôi đặt ở vị trí nào? Nào, ví dụ tôi có một công ty, tôi có Đông Tây Nam Bắc, vậy thì bạn sẽ đặt màu đen tôi vị trí nào ạ? Alo, Bắc đấy. Đông. rồi màu đâu, vậy thì tôi có thể đặt màu đỏ tôi được không ạ? Màu đỏ khác đấy. À, màu đỏ khác nhá. Rồi ok, bây giờ tôi sẽ nói cho các bạn biết về tại sao lại chúng ta vẫn dùng được màu đỏ. Tôi lại dùng được màu đỏ bởi vì lý do tôi sinh năm 1982, mệnh thủy thuộc Đông Tứ và những cái mà hướng của tôi là Đông, Đông Nam, Nam và Bắc. Bắc tượng trưng cho hành thủy, Nam tượng trưng cho hành hỏa, Đông tượng trưng cho hành mộc và Đông Nam tượng trưng cho hành mộc. Vậy thì cái giá trị của tôi nó là hợp phương Nam của tôi sẽ dùng hành hỏa thì có nghĩa là tôi có thể đặt ban thờ và tôi có thể dùng một cái sắc đỏ ở đấy. Các bạn hiểu ý tôi chưa? Alo, Hiểu rồi. và tôi có Vâng thể ạ. dùng sắc xanh lá cây bởi vì làm sao, cây càng nhiều thì hỏa càng mạnh, các bạn hiểu chưa? Nên tại sao người ta đặt ban thờ chúng ta là hành hành hỏa đấy nhá. Ok hiểu cái này chưa?
Đấy, vậy thì có phải là cái thiết kế sau này bạn làm một cái poster hay cái gì đó. Ví dụ tôi thiết kế một cái poster thiên về sắc lạnh thì tôi sẽ đặt phương Bắc là cực kỳ tốt luôn. Tại sao tôi lại nhiều chuyển động? Bởi vì nó liên quan hành thủy hơn. Đúng chưa? Vậy nếu làm cho nhà hàng thì người ta có thể đặt bể cá ở đấy được không các bạn? Alo? Rồi, Bể cá đúng. Quá đẹp ở đấy. đúng chưa? Vậy tôi hỏi bạn nhé, nếu mà tôi ở phía 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 nam của tôi thì ví dụ tôi có thể đặt bếp được không ạ? Hay tôi đặt một cái gì nóng được không ạ? Ví dụ như là ban thờ thần tài đấy được không các bạn? Ok, mọi người hiểu cái này chưa nhỉ? Vâng, Nên là cái này trong về cái giá phong trị về đồ thủy. họa của chúng ta, khi mà chúng ta có nhiều kiến thức, chúng ta sẽ đi cực kỳ chắc chắn. Đây, bây giờ tôi sẽ quay trở lại bài đầu tiên cho các bạn. Nào, với cái bài này các bạn nhớ cho tôi một cái là tôi tạo ra cái phiên bản thiết kế bằng cách như sau. Tôi ấn vào biểu tượng là Ctrl C và Ctrl F. Sau khi Ctrl C và Ctrl F xong thì tôi sẽ đẩy từ dưới lên trên và tất nhiên tôi sẽ tạo ra một cái miếng màu. Và cái miếng màu này thì tôi sẽ chọn cho nó một cái chất liệu, và chất liệu lúc này thì tôi sẽ chọn một cái màu sáng hơn. Mọi người nhìn thấy cái màu sáng chưa? Đó. Dạ rồi ạ. Rồi, rồi sau khi đã tôi chọn xong thì tôi chọn đối tượng này và tôi giữ phím An và tôi kéo xuống một tí. An là copy, kéo xuống là copy xuống phía dưới, thẳng hàng là copy xuống phía dưới đây, được chưa? Và sau khi mà giữ shift thẳng hàng như này thì lúc này tôi sẽ có được miếng thứ hai. Và sau khi có miếng thứ hai xong thì bạn sẽ phải dùng lệnh là Ctrl D thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi đã có được một nền tảng tiếp theo là một cái background. Các bạn nhìn background của tôi chưa? Alo? Dạ rồi Dạ. ạ. Và cái background này nó phù hợp với ngành gì? Nó hợp với sản phẩm gì? Rõ ràng là tôi làm ra. Nhưng mà tôi lại không biết nó hợp cái gì. Thì tôi hỏi bạn làm vô nghĩa không ạ? Các bạn có đồng ý với tôi điều này không ạ? Và để muốn biết nó làm được cái gì đó thì chúng ta có đồng ý về là chúng ta phải làm nhiều, thì tự nhiên trong đầu chúng ta em muốn thiết kế phải có hoa văn, em phải có thiết kế, bởi vì có nhiều người bây giờ dùng cái phương pháp là vẽ cái này để in trên vải để làm gì, để sau này chúng ta có thể là làm vải, làm quần áo in được bình thường mà, đúng không ạ? Rồi, vậy thì cái chiêu thức này các bạn sẽ nhìn thấy là cái background của chúng ta rất là nổi. Vậy thì ở dưới của chúng ta có nhiều như này thì một cái hình ở phía trên nó phải cực kỳ đơn giản. Vậy thì hình phía trên đơn giản. Vậy thì hình này có thể đặt cái gì? Có thể đặt logo được không? Có thể đặt ô tô xe máy được không? Đó. Thì các bạn nhìn này, tôi chọn vào file, tôi chọn vào phần palette. Được chưa? Ok, lúc này thì các bạn sẽ tìm đến cho tôi một cái nền tảng, đó là chúng ta sẽ chọn vào phần, tôi cứ lấy tạm mấy cái này trước đi cho các bạn. Được chưa? Đây là một cái chấm tay. Rồi, tôi lại chọn vào file, tôi lại chọn vào phần palette, tôi lại chọn vào phần logo. Logo đâu nhỉ? Ok, tôi sẽ chọn đến phần logo là phần nào nhỉ? Tôi chọn vào ổ e, tôi chọn vào phần thư viện ảnh. Sau đó tôi sẽ chọn vào phần phút. Cái logo này kinh điển lắm này. Đó. Các bạn nhìn nhau ạ. Rồi, tôi sẽ chọn vào đây. Ở đây tôi có một cái nền tảng cho các bạn. Đó là tôi có một cái logo PNG. Các bạn nhìn thấy PNG chưa? PNG là một ảnh không nền. Và khi bạn vẽ ra thì chỉ có đối tượng thôi, bởi vì cái này nó có thể cắt từ bên Photoshop. Rồi cái file PNG ở trên mạng, các bạn cũng có thể là gì? Search một cái từ khóa PNG, nhưng không phải cái nào cái dân trên mạng nó cũng làm cho các bạn, bởi vì không có gì là ăn sẵn cả nhé, các bạn lưu ý cho tôi việc đó. Nên là khi download về mà không thấy nó trong suốt thì cũng phải chịu khó mà làm thôi, đúng không? Tay làm hàm nhai nhá. Rồi tiếp theo này, các bạn vẽ đây cho tôi một cái, thì cái đối tượng của chúng ta ngay lập tức sẽ gặp một cái vấn đề. Ví dụ trong trường hợp này logo của chúng ta nó lại không phù hợp. Bởi vì sao? Cũng có thể là cái màu chúng ta chưa dùng nó có tí gì đâu là đồng điệu với cái hình ở phía dưới. Ở đây tôi lúc này nó có giá trị về tương phản nhé, các bạn nhớ nhé. Được không ạ? Nào, các bạn nhìn vào đây, vậy thì chúng ta có thể thay được màu không ạ? À? Alo? Alo, alo. Là được rồi. À, được đấy. Vậy thì cái cách mà dùng tốt nhất đầu tiên là chúng ta phải dùng cùng tông. Vậy cùng tông có nghĩa là gì? Bạn có thể chọn vào đây, chọn cái màu xanh và dùng cái phím Y ngắn cho tôi và chỉ vào thẳng cái màu vàng. Ví dụ chỉ thẳng màu vàng thì giữ shift cho tôi cái thì lấy được cái màu vàng của chúng ta.
Vậy cái màu vàng này nó đủ độ đậm hay là nhạt, hay là sáng hay là tối? Ví dụ tôi có thể đẩy cái này nó sáng lên như này được không ạ? Ok. Mọi người có nhìn thấy cái nó sáng hơn chưa ạ? Dạ có Alo. thầy. Rồi, sau khi đã có màu sáng xong thì bây giờ tự nhiên là mấy cái màu xanh nó lại hơi bị vô duyên. Nên chính vậy tôi chọn đối tượng số 1, tôi chọn đối tượng số 2, chọn giữ ship nhé. Nhìn này, chọn đối tượng số 1, giữ ship, tích vào đối tượng số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8 và số 9. Đấy, các bạn có nhìn thấy tôi ấn vào 9 cái đối tượng này không ạ? Alo? Dạ Dạ có có thấy. Có thấy nâu không? Sau này thầy. mà Dạ có có. 1.000 đối tượng mà cứ giữ ship như này thì chắc chết luôn, đúng không ạ? Nên người ta mới sinh ra cái giá trị là làm thế nào để nó chọn nhanh. Thì người ta có phương pháp, tôi quét qua một phát tất cả như này này, có nghĩa là chọn tất cả ông màu xanh và cái background màu vàng. Sau đó giữ ship loại trừ cái background, tích thêm một lần nữa thì background sẽ không được chọn. Thì lúc này tôi chọn toàn bộ tất cả ông xanh ra. Đấy, các bạn thấy không ạ? Và lúc này chúng ta có thể dịch chuyển xuống phía dưới để nó cân bằng phần phía giữa được. Tất nhiên đây là sự cân bằng. Và sau khi đã có cân bằng xong thì bạn hãy chọn cho tôi một cái màu giống, chúng ta chọn vào phím Y ngắn, chọn thẳng vào cái màu phía dưới thì các bạn sẽ nhìn thấy màu rất là giống nhau. Giống nhau chưa? Màu giống nhau không ạ? Alo? Đã có. Dạ Ok, vậy thì sau khi đã có màu giống nhau xong thì bạn được quyền chọn cho tôi cái màu nó có thể đậm hơn một tí, bởi vì tôi xác định rằng đây là phần background, nó chỉ gọi là nhấn nhá, nó sẽ làm ra cho chúng ta có cái hiệu ứng, nhưng không được quyền là lấn át hình chính của tôi là gì. Hình chính của tôi chính là logo, các bạn có nhìn thấy không ạ? Alo? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Ok, thì đây là một kiểu. Đồng ý chưa? Các bạn hiểu cái này nguyên tắc chưa? Và background là không bao giờ lấn át hình chính. Vậy thì sau này khi bạn đặt logo vào vị trí nào thì phải đặt cho nó có một cái diện tích, đặt cho nó có một cái khoảng không, để làm sao ạ? Cho nó chính xác là cái gì? Cho nó chính xác là chúng ta có nhìn được cái nội dung logo không? Chúng ta có dùng được text không? Được không ạ? Rồi tiếp theo, lúc này chúng ta sẽ có một cái, đây là những đối tượng tôi vừa làm ra bằng những cái hình rất là cơ bản. Tôi sẽ cầm đối tượng này tôi kéo xuống đây một tí, và lúc này có những trường hợp logo của chúng ta có thể nằm bên trái, và logo bên trái thì chúng ta không thể nào cho to được. Được không ạ? Đây logo bên trái của các bạn đây ạ. À, tại sao nói logo bên trái như thế này? Bởi vì có nhiều người bảo là vậy thì cái bên phải của các bạn sẽ là cái gì? Địa chỉ, điện thoại, email hoặc là chức danh. Được không ạ? Vậy thì lúc này tôi sẽ dùng cái T và tôi tích vào đây một cái. Thì các bạn có thể ghi là Lưu Kim Khánh chẳng hạn. Đó, tên tôi. Được chưa? Chúng ta sẽ tích vào đây một cái. Tôi chưa biết đẹp hay xấu nhỉ? Lưu Kim rồi Khánh, được chưa? Rồi sau khi đã có Lưu Kim Khánh xong thì có những người có sự sáng tạo. Sáng tạo ở đâu thì tôi chưa biết, nhưng tóm lại nó phải phù hợp. Ví dụ tôi là người rất cổ điển thì sao? Thì bạn cũng phải làm cổ điển cho tôi chứ, bạn tung tẩy ra thì ai mà chấp nhận được, đúng không ạ? Và nhớ một điều rằng cái text mà khi thu nhỏ này, tại vì khi mà bạn làm trong cái bản thiết kế thì bạn phóng to. Bạn phóng to thì cái gì cũng dễ nhìn. Có đồng ý không ạ? Alo? Phóng to Đúng này rồi thì ạ. lúc nào chúng ta cũng dễ nhìn, cái gì cũng sắc nét, nhưng mà vấn đề thực tế là sau khi in ra thì cái này nó là cái card visit. Cái card visit thì các bạn biết rồi, một chiều nó chỉ có 9 và một chiều là 5.5 thôi, nó bé nhỏ như vậy. Chúng ta phóng to này ở cái gì cũng nhìn được. Rồi bắt đầu lại chưa nói là gặp một vài cái khách hàng, em ơi em cứ đưa nội dung vào cho chị đi, cái card visit chị phải thế này thế nọ, thì có nhiều người không có đủ kiến thức nên là cứ nghe theo mà không có sự tư vấn ngược lại nên là vỡ trận đấy nhé. Và các bạn nhìn thấy đây này, tôi thu nhỏ này, tôi thu nhỏ lần thứ hai này, các bạn sẽ nhìn thấy đây mới là kích thước thật của một cái card visit. Các bạn hiểu cái này chưa? Alo? Đúng rồi, Dạ cái này rồi. phải nắm theo cái À, kích tại cỡ sao của lại cái nó. này? Bởi vì làm sao, ví dụ bạn lấy một cái card visit, bạn đè thẳng vào cái màn hình của các bạn đang xem, các bạn nó nhỏ tầm này, đúng rồi, vậy thì tất như này mới nhìn được. Được chưa? Nhưng có nhiều bạn là rất vui tính là cầm cái này là cho tí hon như thế này thì có rời mà nhìn được. Có đúng không các bạn? Các bạn hiểu cái này của tôi chưa ạ?
Nên hồi xưa cái Ừ. công nghệ nó không giống như bây giờ. Cái bây giờ sau khi các bạn làm xong, bạn hãy xuất file và in đen trắng cho tôi. In đen trắng nghĩa gì? Ra tiệm photo in đen trắng thật thôi, kích thước thật thôi. Và sau đó thì chúng ta rút ra kinh nghiệm, à cái text của chúng ta bị bé quá, ồ hoặc là cái text của chúng ta bị thô quá thì phải điều chỉnh lại. Lần sau tôi bảo bạn chắc chắn là bạn sẽ làm rất là chuẩn luôn, bởi vì cái đấy là dùng kiến thức 1.000 để đổi lại kiến thức. Các bạn biết 1.000 là gì không? Mang ra ngoài in thì mất 1.000 đồng đấy em. Ok, cả nhà mình hiểu cái này chứ nhở? Được. Rồi, Thế phần thứ hiểu thì hai. Lúc này trong một cái văn bản của các bạn thì các bạn sẽ nhìn thấy hôm trước thì có rất nhiều bạn cho tôi xem những cái thiết kế của các bạn. Thì lúc này text của chúng ta luôn luôn dùng hai phông. Và hai phông đấy thì ví dụ tôi chọn một cái phông UTM. Ví dụ UTM. Và hôm trước thì tôi đã nói cho các bạn mai phông rồi đúng không ạ? Các bạn biết cái trong web mai phông chưa? Alo. dạ rồi ạ. Dạ Rồi, rồi ạ. cái đấy là rà rà xem cái phông chữ mình thuộc dạng nào, và ít nhất mình cũng phải chọn được cái phông chữ tương tự đúng không các bạn? Đúng chưa? Vâng. Rồi, vậy thì lúc này chúng ta sẽ chọn từng cái một. Ví dụ tôi chọn vào UTM, tôi kéo xuống nhỉ. Thì cái chữ của tôi có như này không? À vậy không phải rồi. Tôi tích vào đây một cái, nó là màu xanh. Sổ xuống như này thì chọn mất công, nhưng mà khi tôi tích vào một cái như thế này thì tôi tích nhỉ. Và lúc này ấn nút xuống dưới thì phông chữ tự thay đổi. Các bạn có nhìn thấy chữ tự thay đổi không ạ? Alo. Dạ, có. Dạ, Đó, có thấy thay. chưa? À, đây là một trong những cái yếu tố. Ví dụ như bạn có thể chọn lựa những cái phông tương tự. Ví dụ tôi có thể chọn phông này cũng tương tự. Được chưa? Bảo nó không đẹp. Đẹp đấy là việc của tôi. Và tôi làm cho khách hàng của tôi mà. Chứ nói mà bảo là bây giờ tôi làm cho khách hàng tôi ưng ý rồi. Nhưng mà tự nhiên bạn bè tôi góp ý là cái phông chữ này không đẹp, thay đi. Thì có mà thay mất. Các bạn hiểu cái này chưa? Đấy là người ta tại sao không đẹp. Bạn có hiểu rằng là khách hàng tôi đã chốt về cái này và phông chữ là cùng với thương hiệu không ạ? À? Ok, và lúc này tôi sẽ chọn một cái giá trị như sau là y ngắn, phải luôn luôn phải có giá trị vì kéo màu thì giữ shift kéo vào đây tích một cái tôi lấy được cái màu. Rồi, như Kim Khánh à, có thể là chủ nhiệm hay cái gì đó tùy các bạn. Thì cái chủ nhiệm của chúng ta là một cái text chữ mà nó là gì? Ví dụ chủ nhiệm. Tôi dùng hai phông thôi. Được chưa? À, chủ nhiệm gì thì tính sau nhé. Và cái này thì tôi sẽ chọn một cái phông chữ UTM. UTM Aero. Đây là phông chữ quá thông dụng, có quá nhiều người dùng rồi. Thì các bạn có thể chọn cho tôi một cái phông chữ nghiêng Italic. Và lúc này chúng ta sẽ chọn đến một cái phông chữ. Ví dụ các bạn đặt giữa, các bạn đặt trái. Ở đây nó có hai phong cách đặt. Một, các bạn nhìn thấy khoảng không này của tôi không ạ? Từ mép đối tượng đến cái chữ H. Và từ mép của đối tượng đến chữ K thì không phải nha. Được chưa? Sau khi tôi có được cái này xong, tôi lại chọn vào vị trí tiếp theo một cái giá trị nữa là tôi dùng phím Y ngắn giữ Shift và tôi chỉ vào đây. Tôi lấy được cái màu của đối tượng. Được chưa? Rồi, tiếp theo phần này thì tôi sẽ kéo xuống một tí. Được chưa? Khoảng không đầu tiên là dành cho phía trên. Được chưa? Và tôi căn trái. Và tất cả cái này thì tôi sẽ ghi là địa chỉ. Được chưa? Hai chấm. Ok, chúng ta sẽ ghi một cái đường nói số ngõ 25 đường Chiến Thắng Hà Đông. Được chưa? Ok, trong trường hợp này khi đánh nhảy nó lại gặp một cái vấn đề. Các bạn có thấy là tự nhiên tôi lại đánh cái chữ nó vừa hoa vừa không hoa không ạ? Alo. Dạ Alo. có. Thì tất nhiên là trong cái trường hợp mà khi đánh như này thì chúng ta cũng phải có phương pháp. Và chữ này tôi nói cho các bạn biết là tuyệt đối là chúng ta không tự đánh ra. Ví dụ khách hàng cung cấp cho mình thì mình copy. Được chưa? Và sau khi copy làm xong thì bạn nên chụp ảnh lại và gửi lại cho khách hàng, chốt lại cho em bác, gửi thư email hay là gửi thư qua Zalo cái gì đó tùy các bạn. Thì phải chốt được đúng nhá. Ví dụ như mình tự đánh, có thể mình đánh sai một cái từ tự nhiên mình lại phải bị đền. Bởi vì nhiều lúc mình cứ cẩu thả phát là chết ngay mà. Đúng không? Nào, lúc này tôi sẽ chọn cho bạn là nếu liên quan rất nhiều, tuyệt đối không bao giờ được quyền tự ý in. Bởi vì lý do. Và sau khi làm xong cái này, rất nhiều bạn phải gửi lại một bản đen trắng để cho bên công ty cùng test cái text này. Để mình cùng soát lại lỗi xem có đúng không. Các bạn sẽ chọn vào text giúp tôi và ở đây nó sẽ có một cái biểu tượng cho các bạn. Đây là in hoa hết. Và đây là in hoa chữ đầu dòng. À đây là in thường, đây là in hoa chữ cái. Từng từ một tích vào đây một cái thì các bạn nhìn thấy chưa? Hiểu cái này chưa nhờ?
Dạ vâng ạ. Rồi, vậy thì cái text của chúng ta thì tuyệt đối là chúng ta không được để to quá. Vậy thì trong trường hợp này tôi sẽ để là 9 enter. Thế là tôi đã có một cái text được chưa? Và text này chúng ta đặt vào đây. Sau đó thì tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ tích vào đây và tôi xuống dòng địa chỉ email. Chúng ta sẽ ghi vào đây khánh a g.com. Đấy, ví dụ thế. Sau đó là chúng ta sẽ để một cái biểu tượng là Facebook. Được chưa? Và chúng ta ghi hai chấm Khánh đồ họa. À, rồi, tiếp theo, các bạn tuyệt đối là không bao giờ được tách text trong trường hợp này nha. Có nhiều bạn rất vui tính là tách từng dòng là ra một dòng text khác biệt. Được chưa? Website. Ok, ghi hai chấm, được chưa? Chấm cuông, được chưa? Rồi, hiểu cái này chưa đã? Các bạn có nhìn cái này không ạ? Đã hiểu rồi thầy. À, sau khi mà đã hiểu được bản chất của cái này xong thì các bạn nhìn này, đây là căn trái của đối tượng và người ta được phép như này, và cái khoảng không từ đây đến đây tôi sẽ đặt như này. Có nhiều, nhưng trong trường hợp này người ta để muốn tạo ra một cái tín hiệu cho nó thì người ta có thể chọn cái phương pháp là vẽ một cái ô tròn ở phần phía dưới. Đấy, thấy chưa? Mỗi cái này là một tiêu chí, tôi sẽ lùi vào trong và cái chốt này tôi sẽ để bằng mép bên tay trái của cái này và tôi sẽ copy từng cái một. Đây là những ai cần đầu tiên. Ctrl D giúp lại, được chưa? Sau đó từ cái này của tôi thì tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ để cho nó bằng. Ê, có nhiều bạn này, nhìn chưa? Giãn ra dòng trên và dòng dưới của chúng ta rất là khó trong trường này. Tôi sẽ đẩy lên thêm một tí này. Tôi sẽ đẩy cái này lên thêm một tí này. Tôi đẩy cái này lên thêm một tí này. Được chưa? Vậy lúc này tôi đã có một cái tiêu chí của cái việc nhìn chính xác được là cái hình tôi ra sao. Đó, các bạn nhìn nhá. Và khoảng không của phần tên nó phải xa so với phần nội dung chữ với nhau. Các bạn hiểu cái này chưa? Ít nhất text của chúng ta sẽ đạt như thế này cả. Ok. Tiếp theo, sau khi vẫn làm xong thì bạn có hai giá trị lựa chọn là ví dụ cái text này mình giờ dùng màu này hay là cái text của chúng ta sẽ dùng màu khác. Ví dụ trong trường hợp này cái chấm tôi đã kéo này. Lúc này tôi sẽ kéo màu cho các bạn xem bằng Ctrl C và Ctrl F và tôi đẩy từ dưới lên trên và từ trên xuống dưới. Lúc này cái màu là tôi đã copy xong. Và copy xong thì dùng phím Y ngắn và chỉ vào vị trí đó rồi lấy một cái màu vàng đậm hơn. Thì tôi copy như này thì cái phần thiết kế của chúng ta sẽ là cực kỳ đơn giản. Các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Alo. Dạ vâng ạ. Rồi, vậy thì cái hôm trước tôi đã nói cho các bạn về cái chất liệu của chúng ta nó có thể là theo chiều dọc, theo chiều ngang. Vậy thì trong trường này Ctrl C, Ctrl F và chúng ta đẩy từ trái qua phải được không ạ? Được chưa? Và trong trường hợp này thì tôi chỉ cần dùng phím Y ngắn và chỉ thẳng vị trí trên thôi. Thì cái ngẫu hứng của các bạn nó sẽ khác. Ví dụ tôi đã kéo sang đây, tôi copy thằng miếng thứ hai. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Đấy. Các bạn có thấy không? Tôi có thể bán bánh mì được không các bạn? Alo? Cái này giống đúng là tiệm bánh mì. Ừ, thế cái vấn đề là mình nhìn nhiều mình có thể đi làm bánh mì được, đúng chưa? Vậy thì cái này nó là card visit nhưng có thể là trở thành một cái biển đơn giản được không? Alo, biển hiệu có được không các bạn? Đã được rồi. Cửa hàng bánh mì, sau đó tôi sẽ, người Việt Nam thì ok, đưa một mấy cái bánh mì bông lúa vào, đó cũng là một trong những cái thứ nhận diện thương hiệu từ card visit đến gì, biển quảng cáo là sao, đúng chưa? Ok, vậy thì hôm nay tôi sẽ nói cho các bạn về cái chất liệu đầu tiên mà chúng ta đang làm nhé. Nào, các bạn nhìn vào đây cho tôi. Để muốn tạo ra một cái chất liệu, đây tôi sẽ Ctrl Z lại cho các bạn dễ nhìn. Nha. Thì nguyên tắc đầu tiên nha, bạn sẽ phải nhân cái lớp background làm hai. Các bạn ghi đi. Để muốn tạo ra chất liệu phải nguyên tắc đầu tiên là phải chọn làm hai. Bởi vì chúng ta có một cái chất liệu có sẵn là chất liệu từ thư viện của AI. Được không ạ? Nhân làm hai nghĩa là sao? Là phải chọn vào nó đã. Nhân là nhân bản là gì? Thì người ta sẽ có lệnh là copy đấy. Copy bằng lệnh gì? Thì hôm trước tôi có dạy bạn là edit, chọn vào Ctrl C là copy và Ctrl F là copy lên trên đối tượng gốc. Đúng không ạ? Vậy lúc này tôi ấn vào đây. Bước 1 tôi chọn về edit là Ctrl C là copy. Bước 2 tôi sẽ tích vào đây và tôi sẽ ấn vào biểu tượng là edit và chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là gì? Ctrl F. Thế là tôi có hai cái rồi, hai cái trùng với nhau luôn. Các bạn hiểu cái này chưa nhỉ? Dạ hiểu thầy. Rồi, lúc này chúng ta kéo ra một cái thì các bạn sẽ nhìn thấy, à được rồi, có hai lớp rồi. Tại sao phải có hai lớp mà không phải là một lớp? Được chưa?
Vậy thì lúc này chúng ta bước số 2 là sau khi nhân bản được cái điều kiện là nhân thành hai lớp rồi thì bây giờ chúng ta sẽ vào thư viện của trắc nghiệm trong AI. Bước số 1 bạn sẽ chọn vào bảng màu. Bước số 2 là các bạn sẽ chọn vào quyển sách. Được chưa? Tôi nói luôn cái hình là quyển sách, tôi đọc là quyển sách cho nó dễ. Tiếp theo các bạn sẽ chọn cho tôi một cái chữ tên là pattern. Được chưa? Ok, hiểu cái này chưa? Alo, Được alo. rồi ạ. Dạ rồi ạ. Rồi, thì tôi nói cho các bạn biết là cái chữ pattern này chính là một keyword. Là một keyword khi mà các bạn search trên Google, các bạn chỉ cần search là pattern vector thôi thì ngay lập tức nó nhảy đến trang free pick thôi. Bởi vì thằng đấy nó là thằng top 1 rồi. Và lúc này thì các bạn có thể download từ cái thư viện từ bên ngoài vào, cũng là một cái rất hay. Các bạn nhìn là tôi tích vào đây được không ạ? Nào, nhìn nhá. Và chúng ta sẽ chọn vào Basic Graphic. Thì ở đây nó có một cái biểu tượng background cho các bạn, là một cái chất liệu cho các bạn. Đây, được chưa? Tôi ấn vào đây một cái thì ngay lập tức chất liệu của chúng ta được hiện thị ở đây. Ok, các bạn nhìn ngay chưa? Đôi lúc cũng chưa chắc phải cần cao siêu đến mức độ nào đâu. Có khi dùng những cái đơn giản này có khi lại đẹp. Được không ạ? Nào, lúc này tôi sẽ chọn vào đây một tí. Tôi chọn vào cái background tôi đã nhân bản rồi. Chỉ bây giờ tôi cho các bạn xem cái chất liệu của tôi nhé. Đây là chất liệu dạng chấm này. Cả nhà mình nhìn chất liệu dạng chấm của tôi chưa? Thấy thầy Rồi ấn nhá. Bây giờ thì ấn thôi. Tích vào đây một cái. Các bạn có nhìn thấy cái chất liệu tôi chấm chấm như này chưa? dạ thế rồi ạ. Tôi thề các bạn này, nếu mà tôi thay đổi tông màu này tôi có thể làm cho dày được nhá. Chứ không nhất thiết phải cà phê đâu. Được chưa? Rồi, cái chấm này có hợp lý không? Cái chấm này nó có liên quan đến việc mà khiến cho chúng ta khó đọc về cái nội dung là địa chỉ điện thoại email không? Alo? Có nhìn thầy ạ. Vậy thì người ta mới sinh ra cái opacity làm gì? Ok, tôi sẽ tích vào đây một cái thì nó sẽ chìm xuống. Và tiếp theo là tôi có thể chọn vào multi và tôi sẽ chọn vào transparency và làm hòa trộn bằng multi là làm cộng màu phía dưới. Đấy, các bạn có thấy không ạ? Vẫn là chất liệu đấy. Rõ ràng trên đời này chúng ta không tìm được chất liệu đâu. Ví dụ bây giờ tôi hỏi bạn nhé. Bạn ơi, bạn thiết kế cho tôi một cái card visit nhưng mà lại cho cửa hàng bún đậu mắm tôm của tôi cơ. Thì các bạn theo bạn nghĩ thì background nó sẽ là cái hình gì? Hình xe bốn đây. Chết. Đậu phụ hay Tôi hỏi bạn nhé, bạn kiếm sợi bún đâu ra mà cái sợi bún nó lại nằm đều trần trạng, đúng chưa? Đúng được. không? Các bạn biết là cái mẹt, các bạn biết cái mẹt là mà bằng bằng nứa che nứa chưa? Được, có ạ. Bạn hãy lấy cái mẹt chất liệu đấy thì có khi lại dễ ra. Nhìn thấy À không? vâng. Sau đó người ta mới đặt một cái đĩa lên hay cái gì đó một cái bên, có những cái card visit thì người ta làm bằng cả ảnh luôn, nhìn trông hấp dẫn, được chưa? Người ta bảo là, ôi cái này card visit sao lại cứ đưa ảnh phải chỉ có logo chứ. Đấy là việc của ông, bởi vì tư duy của người ta có thể là người ta bảo là ok thì phải nhìn cái mẹt của tôi làm đẹp đều quê thì tôi mới đến chứ, nên được không ạ? Bạn hiểu cái này chưa? Rồi ok, cái chấm này của các bạn đấy là những cái có sẵn, bạn có thể được quyền chọn cho nó tốc cấp độ to hơn. Ví dụ nhìn nhá, cấp độ to hơn. Thấy to hơn chưa? Alo. Được rồi ạ. Vậy to hơn như này có hợp không? Vậy thì các bạn hãy nhớ cho tôi một điều rằng là ở trên thì là đơn giản thì ở dưới phải phức tạp. Vậy thì cái trên của chúng ta đã đủ phức tạp rồi, bây giờ ở dưới cũng phức tạp vì vẫn đi còn gì nữa. Có đúng không? Alo. Dạ Anh vâng nghĩ ạ. đây là một cái bố cục, nhưng mà tôi đang nói cho các bạn biết nếu địa chỉ của tôi không phải là ngõ 25 đường Chiến Thắng Hà Đông nữa mà nó là dài dằng dặc ra thì tính sao ạ? Chúng ta sẽ không dùng được bố cục này bởi vì lý do là nó dài như vậy, nó sát vào mép bên này thì trông nó rất buồn cười, nên phải chơi trò là logo phía trên và text này phía dưới. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Nên là tùy cơ ứng biến và phải đi xem nhiều những cái card visit thì sau này chúng ta tự nhiên cái này em sẽ biến đổi được bởi vì tất cả chứ không phải là những thứ mà chúng ta có sẵn ở trên mạng chúng ta download về và chúng ta dùng. Nhìn này, các bạn sẽ tích vào đây cho tôi và tích tiếp theo, chọn vào đây, chọn vào đây, rất là nhiều tích và tất nhiên là khi vào đây thì nó sẽ nhỏ dần bởi vì cái hạt nó sẽ to rồi. Vậy cái hạt này các bạn có thể gõ vào đây giá trị là 10 năm. Các bạn có thể gõ vào đây là 10. Được chưa? Hiểu cái này chưa đã?
Rồi cũng tương tự như vậy, bạn không thích thì bạn có thể chọn vào từ chấm to xuống chấm nhỏ. Có nhìn thấy chấm to chấm xuống chấm nhỏ không ạ? Alo. Đã có thay. Và các bạn cũng lưu ý cho tôi một tí là tất cả những cái này đều được áp dụng cho cả text nha. Các bạn hiểu không ạ? Ví dụ tôi chọn vào thể thao. Được chưa? Ok, sau khi tôi chọn về thể thao xong thì tôi sẽ chọn một cái phông chữ. Chúng ta sẽ đánh một cái chữ thể thao và tôi sẽ đánh không có dấu nha, để cho các bạn dễ nhìn. Rồi, sau khi tôi chọn xong thì tôi sẽ chọn vào biểu tượng là phông chữ của chúng ta là chữ. Được chưa? Thì các bạn sẽ nhìn thấy một số phông của chúng ta nó có cái biểu tượng là liên quan đến tốc độ. Được chưa? Thì chúng ta có thể chọn đây là phông chữ này. Được chưa? Và tiếp theo thì tôi sẽ chọn vào giữa khoảng cách đó dùng phím An nhá, giữ phím An này, ấn nút sang trái này để nó sát vào thì cái cụm chữ của chúng ta sẽ rất là chắc chắn. Cứ làm sao mà đảm bảo được giá trị. Được chưa? Rồi, ok, sổ xuống. Và cũng có thể là nếu mà bạn không có phông chữ đấy thì nhớ cho tôi là tại sao thầy Khánh lại chuẩn bị cái giá trị phông chữ dành cho nó. Ví dụ chúng ta ở đây nó có một cái bài tên là phông chữ làm đẹp. Và trong phông chữ làm đẹp thì tôi đã phải mất công, tôi phải tìm rồi. Các bạn chỉ dựa vào cái đấy để bạn phát triển lên thôi. Được chưa? Phát triển nhiều hơn nữa. Được không ạ? Thì trong cái phần này nếu nó có cái phông thể thao thì tôi chỉ cần ấn vào đây là chữ này. Nhìn chưa? Rồi các bạn sẽ sang bên file thiết kế này của mình thì mình sẽ chọn vào một cái biểu tượng này làm sao ạ? Chọn vào đây và paste nó thẳng vào. Được chưa? Và tất nhiên là sau khi chọn vào thì đây là phông chữ thể thao của các bạn này. Được chưa? Đấy. Và cái phông chữ này nhớ một điều rằng là vừa rồi chúng ta dùng chất liệu thì cái này cũng có thể dùng được chất liệu như bình thường. Chấm. Nhìn thấy chấm chưa? Các bạn có nhìn thấy giờ dấu chấm được của tôi không ạ? Dạ có thầy. Đấy. Dùng cho chữ nhưng mà chữ như này thì không nhìn được còn gì nữa. Tiếp theo. Tiếp vào đây. Cho nó dần dần nó cũng xuất hiện. Cái này có thể là đi bán thú cưng được. Có nhìn thấy giống bán thú cưng không? Đúng chỗ đốm thầy. Đúng, Đúng đúng. thấy chưa, tôi đang nói cho các bạn những cái tư tư duy đấy thì tại sao chúng ta không dùng, đúng chưa? Và chúng ta áp dụng nhá. Vậy thì trong cái thiết kế về chất liệu chúng ta có thể áp dụng cho background và cũng có thể áp dụng cho chữ, có đúng không? Cứ miễn sao là phải đọc được. Ví dụ bạn nhìn này, bạn có đọc được không? Tôi hỏi bạn nhìn này có đọc được không ạ? Nhìn một lúc thì ra thầy, Nhìn nhìn hơi lúc khó đầu thì đọc, không ra. khó đọc. Nhìn một lúc thì ra thì tôi hỏi bạn, khách hàng nó kiên nhẫn lắm, nó yêu bạn lắm, nó mới dừng lại, nó nhìn cho bạn là kỳ ra thì thôi. Đúng không ạ? Vậy thì người ta mới sinh ra cái chuyện là ok, tôi muốn chất liệu này. Nhưng mà tôi muốn rằng nó phải là cái gì? Ok, tôi giữ phím man, tôi copy ra một cái phiên bản thứ hai. Tại sao phiên bản thứ hai? Lúc này tôi dùng cái phương án là cái này tôi sẽ làm mất màu đối tượng đi và tôi chỉ để một cái viền tên là màu cam chẳng hạn như này. Và sau khi tôi chọn xong thì tôi sẽ cầm đối tượng này tôi đưa vào đây được không ạ? Để Alo? đúng cái bài ông phân À, đấy. Thì với cái này đặt trên nền trắng. Các bạn có thấy trên nền trắng như này thì gọi là đơn giản không ạ? trước mà. Vậy thì có phải này, nếu mà đặt trên đơn đơn giản như này thì có phải cái chữ này có dễ nhìn không? Cái này có nền à, có cái viền này dễ nhìn hơn. Viền nó dễ hẳn nhiên bởi vì cái nền trắng này của chúng ta là nền trơn, nền đơn giản nên dễ nhìn. Nhưng mà tôi đảm bảo cho bạn biết mà cái nền của chúng ta phức tạp. Đây ạ, tôi sẽ đặt một cái nền ở dưới nha. Và cái nền này đầu tiên nếu không có giá trị multi, không có giá trị này mà tôi đặt 100% này thì các bạn thấy thế nào? Nó khó Ôi, không nhìn thấy gì cái này mà rối mắt quá thầy. Nhưng mà nó có đồng bộ không? Nó có tính đồng bộ không các bạn? có À đấy, thấy chưa? Vậy thì sau cái bài học này người ta bảo là ok, dùng đồng bộ lắm rồi. Nhưng mỗi tội là cái phần nào chính phụ thì chúng ta lại không có tương phản giữa chính phụ. Vậy thì nếu hình trên chữ của các bạn là phức tạp thì nền dưới background phải là đơn giản. Đúng không các bạn? Ok, chúng ta sẽ chọn vào file và chúng ta chọn vào công cụ Palette. Và sau đó để chúng ta sẽ chọn đến một cái background và cái background đó là có thể là ổ D. Và chúng ta chọn vào tư liệu. Chúng ta chọn vào biểu tượng cho cái việc đó là chưa lọc.
chúng ta chọn vào background. Và tất nhiên trong phần background thì ở đây nó có một cái sự mềm mại cho các bạn. Ví dụ các bạn có thể chọn cho tôi mềm mại. Được chưa? Hôm qua có cái đoạn này rồi. Và lúc này thì các bạn sẽ có cái nền tảng là nếu mà chọn mềm mại thì chi tiết là phải cực kỳ đơn giản. Được chưa? Vậy thì chúng ta có thể chọn một cái mềm mại như thế này. Được chưa? Và chúng ta vẽ ra như này này. Và xoay cái vị trí này là tí cho tôi. Xoay ngang đây. Tôi sẽ phóng to cái này lên. Giữ shift nhá. Để cho nó đồng dạng. Đặt cho nó đẹp. Giữ shift kéo này. Và để muốn cho cái đối tượng này xuống dưới tất cả thì người ta dùng Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay trái là từ thấp xuống dưới. Thì chữ của chúng ta vẫn nổi được. Đúng không các bạn? Hiểu cái này chưa? Dạ vâng ạ. Ok, tiếp theo nhá. Rồi. Vậy thì cái chất liệu chữ của chúng ta có thể được quyền thay thế bằng rất nhiều loại nhà khác nhau. Đây là viền. Nhưng mà cái viền này tôi muốn cho nó to ra. Có thể là bằng vàng. Cái viền này tôi dùng phím Y ngắn và tôi chỉ vào đây để lấy màu hồng chẳng hạn. Được chưa? Những cái viền này màu hồng như này này không rõ bởi vì lý do là sắc độ đang bị trùng với nền. Nên mình có thể chọn một cái viền nó có thể là màu đen được không ạ? Là cái viền là đủ lớn. Vậy thì khi đặt đối tượng trên nền ảnh thì một là chúng ta có thể dùng viền được không các bạn? Đó. Dùng viền được thầy. Và chúng ta cái viền mà chúng ta sẽ dùng là một là màu đậm, hai là màu sáng. Vậy thì cái tông dưới là màu sáng rồi thì chúng ta không dùng được. Các bạn có đồng ý tôi điều này không ạ? Vâng, thì dùng cái mà đậm hơn. Ok. Rồi. Tiếp theo này, sau khi tôi dùng màu trắng này không nhìn được thì tôi có thể ấn vào Shift X là tôi đảo giữa màu và hình cho nhau, nét vào cho nhau, Shift X được không ạ? Thì các bạn Chưa sẽ biết nhìn được. nhìn cái này của tôi là đang bị ở phía trên. Tôi cho cái đối tượng này xuống dưới cái chất liệu được không ạ? Nên các bạn biết tại sao mà tôi hay bảo các bạn là trước khi đổ chất liệu thì chúng ta phải nhân bản làm hai chưa? Alo? Dạ vâng ạ, đúng rồi ạ. Ok, cho xuống dưới một lớp. Và lúc này cái chữ của chúng ta cũng đã được định hình. Nhưng lúc này khi định hình xong thì các bạn sẽ phải dùng cho tôi một chiêu thức nữa. Nhìn này, cái này của tôi để ra ngoài. Tôi chọn vào đây. Lý do khi đặt trên những cái nền mà có độ tương phản phản kém thì buộc là một là chúng ta dùng viền, hai là chúng ta dùng bóng. Phải có bóng ở dưới, cái bóng đấy nó phải đậm hơn so với cái hình của chúng ta. Ví dụ cái sản phẩm của các bạn như này nhá, đây là cái background này tôi nhân bản cho các bạn xem là Ctrl C, Ctrl F và tôi tăng độ sáng lên. Ví dụ có những trường hợp chúng ta tăng độ sáng. Các bạn có thấy là sáng hơn chưa? Dạ Alo? có ạ. Vậy thì nền sáng mà đặt chữ sáng này là to rồi, có đúng không? Alo? Cái này không nhìn được luôn. Vậy Đúng ạ. vậy thì người ta mới sinh ra cái chọn. Vậy nhưng mà có những cái trường hợp là buộc là vẫn phải dùng chữ sáng thì sao? Thì chúng ta phải dùng effect, chúng ta chọn vào style và chúng ta chọn vào drop shadow là làm bóng. Buộc là phải làm bóng. Và khi làm bóng bạn có nhìn được hình của tôi không ạ? Đã có Đấy, vậy thì bây vâng. giờ xy của chúng ta là độ xô lệch thì tôi đánh về không. Giá trị này tôi đánh về không. Được chưa? Và tiếp theo độ độ bóng này của các bạn nhớ một điều rằng bình thường nó mặc định là màu đen. Vậy tôi có thể thay bóng bằng màu gì ạ? À? Màu phù hợp với cái thiết kế của các bạn được không? Ok, tôi chọn vào đây được không ạ? À? Nhìn chưa? Ok này, nhìn này. Nhìn bóng màu này được chưa? Alo? Cái độ đậm của chúng ta là Vâng. 100% này như này này. Ok. Và tiếp theo cái màu bóng của các bạn này tôi sẽ cho nó đậm lên một tẹo được không ạ? À? Mọi người nhìn thấy cái này chưa? Đó. Dạ thấy thầy. Và cũng có thể đây là không phải là phần chính. Tôi có thể dùng như này nhưng vẫn nhìn được chữ. Và độ nhòe của cái bóng nó bằng bao nhiêu thì đây thì chính là phần nó đấy. Thích vào đây một cái. Được chưa? Và sau khi tôi đã làm xong thì tôi sẽ giúp lệnh cho nó bằng cách là tôi ấn OK. Thế là đã xong được một cái. Phần thứ hai, cái chữ này của chúng ta đang chọn màu gì tôi sẽ đặt vào vị trí cũ. Được chưa? Và cái chữ này nhớ một điều rằng bởi vì nó là màu đen nên chính vậy mà nó rất là khó nhìn. Chính vậy cái câu chuyện của chúng ta là dùng cái đen của chúng ta ít nét hay là nhiều nét hay là sọc như này nó dễ nhìn hơn. Đây ạ, à, tôi cho các bạn xem cái chữ của tôi ạ. Thích nhá, nhìn này. Tôi có thể chọn vào vị trí này, à, cho nó nhiều lên như này. Nhìn dễ nhìn hơn chưa? Dạ có thầy. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo, rồi tiếp theo, rồi tiếp theo. Đấy, có nghĩa là chúng ta sẽ phải đi tham khảo. Đấy, nhìn thấy chưa? Chúng ta tích vào đây một điểm. Chúng ta sẽ chọn vào đây một điểm. Chúng ta tích vào đây một điểm. Nhìn này ạ. Chữ ra ra chưa?
Rồi sau khi đã cái chữ này có nhiều bạn là đặt câu hỏi thế ấy, vậy thì chữ này em muốn thành màu đỏ có được không? Những cái chấm chấm mà thành màu đỏ được không ạ? Thì câu chuyện này là câu chuyện khác nhé. Sau này tôi sẽ xử lý được tất cả những cái này, có thể thành đỏ, thành vàng, thành tím, thành gradient đều được hết. Nhưng hiện tại bây giờ là chúng ta đang dùng cái có sẵn là chỉ được như này thôi. Và chúng ta có thể được quyền chọn và cho nó multi. Multi là làm đậm màu. Và chúng ta có thể giảm cái độ của đi. Ok, các bạn có nhìn thấy cái chữ tôi chưa? Là rồi ạ. Rồi, tiếp theo này. Trong trường hợp này nếu mà không ưng ý thì các bạn sẽ nhìn thấy cái bảng chất liệu của tôi đang tôi chọn này. Thì bạn lách qua một cái giá trị thì bạn sẽ có được cái phần thứ hai. Thì cái chữ của chúng ta ấn vào đây. Ngay tức bạn có gạch chéo. Nhìn thấy gạch gạch đấy chưa? Là rồi ạ. Ok, tiếp theo gạch cho kín hơn, gạch nó nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa, thấy chưa? Chữ này được không ạ? Hay chữ này được không ạ? Đấy, các bạn nhìn thấy chữ tôi chưa? Đấy, nên là bạn biết tại sao mà cái hình nền dưới mà chúng ta đang là màu này. Vậy thì nếu mà tôi chọn một cái màu vàng, tôi chọn một cái màu cam này, thì cái màu này của chúng ta đặt lên trên này thì có phải nó sẽ có giá trị không ạ? Như này chưa? Vậy thì tôi sẽ ấn vào đây cho các bạn xem nhỉ. Đấy, nhiều, ít, vuông, tròn, rồi sọc dọc, sọc ngang. Được không ạ? Nhìn chữ chưa? Alo? Dạ Không nghe. thấy thầy. À, vậy thì mỗi một người đều có chọn cho nó một giá trị về chất liệu. Vậy thì đã là chất liệu cho chữ thì cái chữ đấy là nét dày hay nét mỏng? Alo? Sẽ là nét mỏng. Nét mỏng thì làm sao mà nhìn được chất liệu của nó, có đúng không? Vâng. Là các bạn sẽ rút ra một cái kinh nghiệm là khi dùng chất liệu cho chữ thì chữ phải là nét dày nha, phải nhìn được Vâng. chứ. Bây giờ tôi hỏi bạn, nhưng mà chữ bây giờ bạn gắn kim cương mà cái nét của bạn nó mảnh như thế thì bạn có nhìn thấy kim cương gắn vào không? Dạ. Hiểu cái đấy chưa? Rồi, Vâng, ok. chữ phải dày như này. Dạ. Vậy dày mới nhìn được chứ, vậy thì người ta mới thấy độ sang trọng chứ. Rồi tiếp theo next qua một cái thì bạn sẽ có nhiều chất liệu khác, có thể chất liệu như thế này, nhìn thấy chất liệu như thế này được không? Đấy nhá, Vâng. rất là nhiều loại chất liệu để cho các bạn sử dụng một viết chữ. Nhưng mà tóm lại khi dùng chất liệu thì tuyệt đối là bao giờ cũng phải làm sao, phải nhân bản làm hai để chúng ta tạo ra cái cảm giác này. Ví dụ như bạn có thể chọn là Covid thì có thể chọn phông phông chữ theo và dùng cái hiệu ứng này được không ạ? Được, được đấy. Đúng không Giống ạ? như con virus này. Đấy thì cái vấn đề là chất liệu nó tạo ra cái cảm giác, vậy thì hãy tạo ra cảm giác cho khách hàng bằng những cái chất liệu bạn mong muốn. Ví dụ bạn có Được. muốn có kim cương chẳng hạn, được không ạ? Thì chúng ta lên trên Google, chúng ta vào cái Google chúng ta search một cái từ là kim cương, được chưa? Kim cương. À, sorry các bạn, dạo này tôi không cho các bạn nhìn được. Bởi lý do là tôi đang vẫn bật cái kia đúng không? Thì trong cái Vâng. phần kim cương như này thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây tôi có một cái kim cương, nó có thể là cái hình tròn như này và tôi copy vào cho các bạn luôn cái sao chép hình ảnh. Và sau đó vào cái AI được chưa? Tôi ấn vào đây. Đây là một cái hạt kim cương của tôi và sau này thì chúng ta phải làm một cái chữ liên quan kim cương. Và theo nguyên tắc này để muốn cho cái hình này nó đúng bằng cái hạt kim cương thì tôi sẽ chọn cái phương pháp là tôi chọn cái màu trắng. Tôi vẽ một cái hình ra và tôi đặt đúng bằng cái hình đó. Đặt đúng bằng cái hình đó nhá. Rồi ok. Đấy. Có nhiều người bảo thế sao, sao thầy vẽ một phát là đúng bằng hình tròn đấy đấy. Thì tôi hỏi bạn lại quay trở về cái bài toán của Photoshop. Trước khi vẽ hãy chọn hình tròn. Bước thứ hai giữ Shift vẽ ra và giữ chuột. Nha, lúc này tôi sẽ chọn cho nó một cái màu cho nó bình thường cho các bạn dễ nhìn được cho màu tím này. Và trong quy trình khi vẽ ra thì các bạn giữ chuột cho tôi, giữ chuột và giữ Shift cho tôi để nó trở thành tròn. Sau đó dùng phím cách là dịch chuyển thì đặt vào đây được không các bạn? Alo. Đó, kéo nhanh Đạt được được chưa? thầy. Đấy, đặt một phát ăn ngay và sau khi đặt xong thì tôi sẽ buông chuột ra và tôi buông Shift ra. Thế là xong rồi. Vậy thì ở dưới có phải là ảnh không các bạn? Alo, Là đúng rồi đấy. mà đã là Vâng. ảnh thì các bạn sẽ nhớ vào cho tôi là gì? Để muốn cho ảnh chui vào khung thì chúng ta quét qua cả hai khung là màu tím, ảnh là màu trắng ở phía dưới. Chúng ta sẽ chọn vào lệnh là chuột phải, chọn vào biểu tượng Make Clip Mask thì ngay tức tôi có hạt kim cương chưa? Alo,
Rồi ạ. Sau khi hạt kim cương xong thì tôi dạy cho bạn một chiêu thức đó là gì? Cắt bỏ đi phần thừa. Còn nhớ cái phần chiêu thức cắt bỏ phần thừa không? Alo? À, vào link ấy à? Không phải cắt bỏ thì phần thừa, em có nhìn cái ảnh của tôi là di qua nó thừa một đống bên trái bên phải không, trên dưới không, Thì ấn vào cái làm cái chữ em đấy mà kéo bỏ không đi. phải, nhìn Đấy. này À, để chọn vào multi đúng, ạ. Sau đó vào cảm ơn option. em rồi, chuẩn rồi, tiếp theo nào, vào đâu nữa, Vào object để rồi cảm ơn vào em, chính xác trans. rồi, chính xác luôn, và chọn vào alpha, đây là phần cắt bỏ Vâng. phần ảnh thừa. Thì lúc này di qua các bạn có thấy nó bằng đúng hình này chưa? Hiểu cái này chưa đã? Dạ. À vâng, đúng Rồi rồi. em hiểu rồi. rồi, sau khi đã làm xong được cái giá trị của cái kim cương này thì người ta đánh một cái chữ tên là kim cương. À, tôi đánh một cái chữ G đi ạ. Bởi vì bạn tên là Ngân, hay bạn tên là chữ G gì đấy tùy. Đấy, ví dụ thương hiệu này, được chưa? Rồi, lúc này người ta sẽ có một cái chiêu thức như sau, là cái ảnh này tôi sẽ thu nhỏ lại một tẹo nữa, bởi vì cái nguyên tắc nhá, nhìn này. À, cái đối tượng của chúng ta muốn trở thành chất liệu vừa rồi tôi vừa chỉ cho các bạn đó là cái chất liệu người ta lấy từ cái có sẵn. Nhưng để muốn biến một cái đối tượng vào chất liệu thì người ta làm bằng cách nào? Đúng là người ta mới có những cái chữ nó mới hoành tráng chứ. Photoshop đôi lúc mà làm cái này nó vẫn phức tạp, được chưa? Tôi sẽ cầm đây, tôi sẽ cho xuống dưới tất cả này. Nào, tôi sẽ chọn vào đối tượng này và tôi chọn vào cho các bạn một cái phần đưa một đối tượng vào làm chất liệu. Thì đối tượng của chúng ta làm chất liệu thì có thể là hình, nó có thể là chữ và nó có thể là đối tượng. Thì đây, đây là một cái ảnh. Thì tôi muốn làm chất liệu thì tôi chỉ cần làm sao á, tôi sẽ đưa vào cái vị trí đó là gì? Tôi kéo vào đây á, kéo thẳng này. Các bạn nhìn thấy kéo thẳng vào đây chưa? Cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa? Dạ thế rồi ạ. Chừng nào xuất hiện dấu cộng có nghĩa là bạn thành công, bạn buông tay ra. Các bạn có nhìn thấy cái chất liệu tôi xuất hiện ở góc này chưa? Alo? Dạ vâng, dạ thế rồi ạ. Vậy thì lúc này trước khi làm về chất liệu tôi được quyền, tôi sẽ chọn một cái màu, có thể là tôi chọn một cái tông màu đỏ, màu cam. Sau đó thì tôi sẽ chọn vào biểu tượng là chất liệu của tôi, thì tôi ấn vào đây được không ạ? Đó. Dạ được, tại vì thầy giữ nó rồi. Đấy. Các bạn có nhìn thấy chữ tôi chưa? Và chữ này nó có một cái được cái này rất là hay ở chỗ này. Ví dụ tôi thích vào đây tôi đánh một chữ K được không các bạn? Alo. Thế là Alo được ta. thầy, thầy thay cái gì cũng được, nó cũng ra cái đó luôn. Đúng chưa? Rồi, À, nhưng hôm trước tôi có dạy bạn một chiêu thức đó là gì? Nào. À, tôi sẽ cầm đối tượng này, tôi sẽ chọn cho nó một cái màu xanh đậm là can chun C, tại vì nhân bản nhé, nếu mà làm đấy thì phải chọn cho nó một cái màu đầu tiên là màu xanh đậm. Nó là background đầu tiên, tôi ấn vào biểu tượng thứ hai là can chun C và can chun F là nhân thành hai, đúng không? Vừa rồi có dạy đúng không? Thứ ba là tích vào cái chất liệu thì có phải ra cái này không? Thì có nền dưới là màu xanh đúng không các bạn? Alo. Rồi. Dạ. Rồi có những người bảo như thế, nhưng mà cái phần kim cương này nó hơi to, em muốn chỉnh nhỏ được không ạ? Alo? Dạ, chỉ một cách nào anh thầy? Thì các bạn nhớ một điều rằng sau khi tạo ra chất liệu xong thì trong cái phần inlet của chúng ta vẫn có thể điều chỉnh được chất liệu nó to hay nhỏ bằng cách như sau. Bước 1, chọn vào hình. Được chưa? Bước 2 là các bạn sẽ chọn vào biểu tượng công cụ phím S trên bàn phím. Nhìn thấy phím S trên bàn phím này chưa ạ? Alo? Đã thấy rồi ạ. Rồi, Vâng ạ. bước 3 là các bạn sẽ làm cho tôi là tích đúp vào nó, thì ngay tức là sẽ xuất hiện cho các bạn một cái biểu tượng, một cái phần scale là độ to nhỏ của đối tượng của chúng ta. Thì lúc này muốn nhỏ đối tượng của chúng ta thì chúng ta gõ cái uniform này, tôi gõ về 50 được không các bạn? Alo? Dạ được Thì các ạ. bạn có thấy là 50 thì cái phần cái hạt kim cương của chúng ta nó nhỏ lại không ạ? Nhưng mà em thấy là hình như nó kéo theo cả cái phần À nhỏ đúng, hơn. chính xác. Vậy người ta mới sinh ra một cái việc như sau, rất là quan trọng là để muốn làm nhỏ cái chất liệu bên trong thôi mà không ảnh hưởng đến hình thể bên ngoài thì bạn bỏ cái phần là transform object đi. Có nghĩa là không tác động vào đối tượng bên ngoài nữa. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa nhỉ? Dạ rồi ạ. Ok thử nhá, được không ạ? Hiểu chất liệu chưa? Tức làm nhỏ cái chất liệu nhưng cái chữ hình giữ Chị nguyên. đấy thì phải bỏ cái này đúng không? Vậy thì trong cái bảng Dạ. transform này
của các bạn thì bạn bỏ chăn phóng object giúp tôi. Xong chưa? Rồi, các bạn bảo là thế hơi bé quá thì tăng cái này lên được không em? Năm chuột như này được không ạ? Alo? Dạ, Dạ được được ạ. rồi. Rồi, có những người này bảo như bảo thấy ơi, em thấy rằng cái chất liệu này nó cũng ổn rồi nhưng mà giá như nó xoay đi một tí, nó xoay theo chiều chéo một tí thì nó sẽ theo cái hình của cái chữ G này nó sẽ đẹp hơn thầy ạ. Các bạn có đồng quan điểm với bạn ấy không ạ? Alo? Alo. Dạ vâng. Rồi, chất liệu của chúng ta đã có một giá trị là đưa vào và chỉnh to nhỏ rồi thì bây giờ tôi sẽ dạy cho bạn chất liệu theo chiều xoay. Để muốn xoay chất liệu sau khi đưa vào, chúng ta dùng một cái thao tác như sau. Bước 1 là bạn này phải chọn vào đúng cái hình đó. Bước 2 là bạn sẽ chọn vào công cụ phím tên là R. R đây ạ, là biểu tượng của biểu tượng xoay đây ạ. Các bạn có nhìn cái này của tôi không ạ? Alo? Dạ có ạ. Rồi. Sau khi chọn vào đây xong thì bạn sẽ tích vào đây cho tôi một cái tích đúp nhá. Tích đúp là tích hai lần. Và sau khi chọn xong thì các bạn sẽ nhớ ở đây nó có phần là bỏ chan form object đi. Bởi vì tôi chỉ muốn xoay vật liệu thôi mà tôi không muốn xoay hình. Được chưa? Lúc này các bạn gõ vào đây cho tôi và chỉ việc làm sao năm chuột. Năm chuột như này này. Đó. Thấy chưa? Các bạn có thể nhìn thấy cái chất liệu tôi song song nghiêng theo chiều của cái chữ G không các bạn? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Ok, hiểu cái phần này chưa? Dạ hiểu thầy. Rồi, lúc này nó có một cái tiêu chí cho bạn xoay để chính xác hơn thì ở đây nó có một cái như này. Các bạn để ý này. Khi tích vào phần ô xoay của vật liệu, chúng ta ấn nút lên trên và xuống dưới là tăng giảm một độ bởi vì sẽ dành cho những cái người khó tính. Nhìn đây, 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 chưa? Ok, Dạ rồi. hiểu cái này chưa? Đó. Thế nha, từng cái một này, được chưa? Là chỉ ấn nút lên trên và xuống dưới thôi. Nhưng nếu mà bạn muốn xoay 10 độ 1 thì bạn giữ shift cho tôi thì lúc này giữ shift này 43 này. 40, 30, 20, 10. Hiểu cái này không? Alo. Giữ shift và ấn nút lên Dạ trên vâng, hoặc xuống đúng dưới rồi đúng thì là tăng giảm 10 độ. không? Vâng. Ok, hiểu cái này không? Dạ em hiểu rồi. Rồi, vậy thì bây giờ tôi sẽ chơi tròn là 1 độ 1 thôi, thế là chính xác này rồi, xong. Tuấn ok, thế là tôi đã có xoay vật liệu. Được chưa? Ok, sau khi đã làm xong này tôi nhân bản thêm một lần nữa cho các bạn nhé. Như này, tôi sẽ cầm tôi kéo ra như này. Và cái chất liệu này thì tôi sẽ chọn cho nó một cái màu màu vàng. Sau đó màu vàng xong thì hôm trước thì tôi có dạy cho bạn một chiêu thức là cam chuông o. Cái phần vật liệu của tôi đâu rồi? Cái phần gôn đâu rồi? G. Đúng chưa? Làm xong cái bài này về nhà mình vẫn là bố cục đấy nhưng mà mình sẽ phát triển lên một cái tầm khác. Đó. Và sau khi tôi chọn xong này thì tôi sẽ chọn một cái màu vàng chẳng hạn. Tôi sẽ chọn vào đây là can chuông C. Sau đó thì sang file thiết kế của các bạn thì tôi sẽ chọn vào đây. Hãy làm chữ. Cái chữ này tôi nói thật cho bạn biết xuất PNG sang để đưa sang Photoshop và làm tiếp thì các bạn sẽ thấy là chữ của chúng ta cực kỳ tuyệt vời luôn. Và để muốn đổ cái gradient cho chữ này thì người ta làm bằng cách nào? Thì lúc này hôm trước tôi có dạy bạn là phím Y ngắn và chỉ thẳng vào đây đúng không? Đúng chưa? Dạ vâng. Và Dạ vâng. tôi đã dạy cho bạn biết là tại sao mà chỉ phát ăn ngay đúng không? Đúng chưa? Bởi Nên vì cái này chỉ vào là được lấy được cái đó luôn. đúng rồi, nhưng mà vấn đề là phải tích vào đây và chọn thuộc tính này này. Hiểu cái này chưa? Bình thường là nó không có tích vào đây đâu. Nhìn này chưa? Thì chỉ không bao giờ được. Hiểu không ạ? Vâng. Ok, vậy đi. Chúng ta đã hiểu bản chất rồi thì chúng ta đã làm xong được cái chữ này thì cái này mới đi và cái này đặt thẳng vào đây ạ. Bạn có nhìn cái này của tôi chưa? Sau Dạ khi đã làm xong này thì chúng ta ấn vào Shift X là đảo ngược giữa nét và hình cho nhau và cái nét này phải to lên. Chơi cơ giới là 6, 7, 8. Các bạn có nhìn cái nét của tôi chưa? Alo? Dạ vâng ạ. Hiểu cái này chưa? Rồi nét to lên đi nữa. Ví dụ trong trường hợp này tôi sẽ đặt là 7, 8 như này. Và cái nét của chúng ta rất là sắc nét. Các bạn có nhìn thấy cái này, cái cạnh này nó bị sắc quá không? Có. Thì Dạ bạn có. muốn làm cho hết sắc thì ở đây nó sẽ liên quan đến cái biểu tượng stroke của các bạn. Bạn có thể tích vào và chọn vào cho tôi là tròn, tròn đây, tròn đấy. Thấy tròn chưa? À, cái này hay ạ. Vậy thì đôi lúc mà phải dùng tròn chứ đôi lúc cũng phải là dùng đó. Rồi tiếp theo này, sau khi làm xong tôi ấn vào Ctrl Shift H cho các bạn nhìn nhá. Chữ tôi có thể được nhảy không? Vậy thì cái chữ này tôi thề cho các bạn đặt trên một cái nền như này và hãy chọn cho nó một cái giá trị màu đậm cho xuống dưới tất cả.
Và sau khi chọn đậm này thì bạn hãy chọn cho đậm hơn một tí nữa để cho nó đậm hơn. Thấy chữ tôi chưa có giá trị chưa? Này, nó Cái thành cái này giống logo kiểu luôn rồi. rồi, sau đó thì giống quét kiểu qua mình đối tượng. đúng Đúng rồi, kéo đây được chưa? Để sau này mình làm những cái chữ dành cho poster, cho ca sĩ, cho những cái đối tượng mà chúng ta mang tính chất mà liên quan đến sự kiện thì các bạn có thể dùng theo phương pháp này. Và tiếp theo, để muốn tạo ra một cái cảm giác nữa thì bạn hãy chọn vào trong. Nhìn này, đây là cái hình bên ngoài. Thì nắm nào để chọn được thằng dưới bây giờ? Nào, thằng dưới là thằng nào? Là cái thằng chất liệu. Ồ, mẹ đè cái trên khó chịu nhỉ? thì click đúp 2 lần đúng không thầy? Vậy thì người ta mới sinh ra trong cái lệnh của include của chúng ta có một lệnh là khóa đối tượng lại thì chọn được thằng dưới. Vậy khóa nó nằm ở đâu? Thì các bạn nhìn này, để khóa đối tượng chúng ta chọn vào đối tượng trước là số 1. Bước 2 là bạn sẽ chọn vào select cho tôi. Và đây, chọn object. Và tiếp theo các bạn sẽ chọn vào cho tôi lock và chọn vào control 2 là khóa lại. Còn an control 2 thì lại là mở ra. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Control Dạ, 2 đúng. là đóng lại, là khóa lại, và an control 2 là mở ra. Thì lúc này tôi khóa lại thôi. Và sau khi khóa thì rất là đơn giản, là tích phát là chọn đúng chất liệu rồi. Bạn hiểu cái này của tôi chưa? Đã hiểu rồi thầy. Rồi, tiếp theo này. Trong cái phần chất liệu của này của chúng ta nó có một cái phần khá là hay cho các bạn, đó là gì? Tôi sẽ chọn là bóng bên trong để tạo cảm giác này. Cái này nó sẽ thấp hơn so với cái G của nó bằng vàng, được không ạ? Thì tôi chọn vào effect. Tôi chọn vào biểu tượng là gì? Ở đây nó sẽ có style và chọn vào inner ground. Nhìn thấy inner ground chưa? Là bóng Rồi. bên trong. Và khi tôi tích vào đây xong thì tôi sẽ có được cái màu tên là màu trắng và chọn thuộc tính là làm sáng ảnh. Cái này thì các bạn có bảo cái này làm sáng ảnh là như thế nào thì ok, hãy học Photoshop cho kỹ. Nên là chính vậy mà tôi hay dạy cho bạn là từ Photoshop đến Illustrator, được chưa? Rồi, lúc này thì bạn hãy chọn cho tôi một cái màu xanh đậm. Và lúc này bạn phải chọn là cho tôi một cái hòa trộn tên là Multi, được chưa? Và tiếp theo cái giá trị này tôi sẽ chọn là 100. Rồi tiếp theo cái này thì các bạn sẽ tăng lên giá trị cho tôi là làm cho nó mềm lên, được không ạ? Các bạn có thấy độ đậm chưa? Đấy, Đã đúng đây không có thầy chiều nhỉ? sâu hơn. Đấy, rõ ràng là Sâu hơn. vậy thì khi làm một thiết kế mà chúng ta biết là cái khả năng chúng ta có thể làm được điều đấy, nhưng mà này có nhiều bạn này không bao giờ làm. Thấy chưa? Rồi, sau khi làm xong tôi ấn ok như này. Thế các bạn có thấy rằng là lúc này tôi có một cái chữ nó sâu chưa? Đúng không? Ừ. Rồi, tiếp theo này. Trong cái phần này tôi lại bảo là thế nhưng mà cái chữ dưới của em thích là nó phải hơi thiên về nâu vàng, có được không ạ? Ok, thì bạn lại tích vào đây. Bạn lại chơi trò là object, bạn chọn vào biểu tượng là khóa lại bằng Ctrl 2. Tôi chọn một phát xuống, có phải thằng dưới cùng là thằng nào? Hãy chọn cho nó màu nâu được như này, được không ạ? Nhìn thấy màu nâu chưa? Đó. Hiểu hiểu cái này chưa đã? Đã hiểu Rồi rồi ạ. rồi tiếp theo này, tất cả những cái thiết kế tôi đang dành cho bạn đó là trên CMYK, và CMYK thì sẽ không dùng được hòa trộn, nên là các bạn nhìn đâu ạ, đây là tôi cho bạn xem nhé, này cầm này. Vậy thì trước khi mà để muốn đẩy được toàn bộ thằng này sang, tôi nhìn đấy, tôi quét qua hết chưa, tôi kéo này, nó chỉ được bốn thằng thôi. Vậy thì tôi mới dùng một cái chiêu thức như sau, đó là tôi sẽ chọn vào Object và tôi mở ra bằng Alt Control 2. Và Alt Control 2 xong thì bạn sẽ đẩy đối tượng này lên trên đây giúp tôi ạ. Được chưa? Để cho nó cân bằng cái việc thiết kế của các bạn. Nhìn hình nó cũng đẹp hơn, giữ sĩ tôi kéo luôn vào đây. Được chưa? Đấy, được rồi. Thế là chúng ta đã có được một cái nền tảng. Và sau đó thì chúng ta sẽ phóng to và tôi sẽ làm mất viền của thằng này gì? X. Chọn vào đây. Chọn viền và ấn vào gạch chéo. Thế là tôi mất rồi. Cái này rất là giống logo. Và để muốn sâu sắc một lần nữa thì các bạn sẽ nhìn này, tôi quét qua đối tượng giữa, tôi giữ shift tôi quét qua này, thì có phải thằng này có được nhảy không ạ? Alo, bạn Vâng. chọn vào effect, chọn vào style, chọn drop shadow, có nghĩa là bóng ở dưới này, bóng đối tượng này, nhìn thấy chưa? Alo, và lúc Dạ này cái vâng ạ. màu này của các bạn có thể chọn là màu đen, nhớ nhá, nhìn thấy chưa? Hiểu cái này chưa đã? Dạ Cái này rồi ạ. là đẹp quá. Được chưa? Rồi, nhưng mà trước khi làm đấy thì bây giờ người ta mới có Nhưng một cái thao tác như sau nè. Khi mà chúng ta dùng cái phương pháp đây nhá, đây là những phương pháp này. Cái này của các bạn có thể sáng được không ạ? Nào, Ctrl C, Ctrl F, Ctrl C, Ctrl F và chúng ta hòa trộn làm sáng ảnh lên, thì tự khắc là chúng ta sẽ thấy rằng cái viền logo chúng ta sẽ bắt sáng một độ.
Đúng chưa? Rồi sau đó thì tôi sẽ chơi trò làm sao? Tôi sẽ chọn này, nhìn này. Tôi khóa lại một thằng đầu tiên là Ctrl 2. Tôi sẽ tích thằng thứ hai vẫn là cái viền đấy, tôi lại khóa lại thằng thứ hai. Và tôi tiếp theo mà tôi chọn cái này nữa, tôi khóa luôn thằng thứ ba là Ctrl 2 tiếp. Thì có phải cuối cùng là thằng này Vâng. không? Ok. Và sau khi tôi chọn thằng dưới cùng thì tôi chọn vào Effect, tôi chọn vào Style và tôi chọn vào Drop Shadow. Thì lúc này tôi đang có bóng bên trong chính là bóng màu đen. Và cái bóng màu đen này tôi đang chọn là 100%, tôi sẽ lan tỏa ra. Đây ạ. Và trong trường hợp này nhé, tôi sẽ chọn cho bạn cái màu nó sẽ sáng hơn để cho các bạn nhìn nó dễ này. Đây. Đấy chưa? À, chọn nó bóng màu sáng hơn này. Có nhìn thấy cái bóng của nó chưa? Dạ rồi ạ. Ok, và lúc này tất nhiên tôi sẽ quay trở về cái màu màu đậm. Rồi tiếp theo. Một đối tượng chữ của các bạn thì khi mà các bạn làm trên CMYK thì không dùng được tất cả các thể loại hiệu ứng. Nghĩa là sao ạ? Và thầy ơi, nhưng mà em thấy là trên Photoshop của thầy có một cái biểu tượng tia sáng xong rồi là phát sáng trên cái cạnh của nó thì thầy có thể làm đây, ở đây không? Thì các bạn nhìn này. Tôi đang dùng CMYK, nhìn CMYK chưa? Dạ. Thì tôi chọn là File và tôi chọn vào phần Place chính là đưa ảnh vào. Và tất nhiên là trong quá trình khi đưa ảnh vào tôi chọn vào ổ E. Tôi chọn vào phần thư viện ảnh, tôi chọn vào phần gì ạ? Ở đây nó sẽ có một cái phần background cho các bạn. Background đâu? Đây. Background đây rồi, chỉ có phần texture. Trong phần texture thì các bạn lăn xuống cho tôi để ở đây tôi có cái màu xanh. Các bạn có nhìn cái này của tôi không ạ? Dạ. Bình thường theo thông lệ bình thường thì các bạn có thấy rằng là khi tôi chọn vào nó và tôi chỉ cần chọn vào cái hòa trộn tên là làm sáng ảnh thì ngay tức màu tối sẽ bị triệt tiêu, đúng không? Vâng. Ok, tích vào thôi. Các bạn sẽ thấy là sao? Đó Nó lúc bị sai nhưng màu. mà nó còn bị cái nền kia nữa. À, nó bị một cái màng, nó bị cái màng bởi vì trong trong cái CMYK cái việc màu đen của bạn đưa vào nó không hiểu là màu đen đâu à. Các bạn hiểu cái này chưa? Nên là có nhiều bạn khi lên trên mạng search những cái file rất là đẹp nhưng rất là đáng tiếc nó là RGB. Sau khi chốt cho khách hàng xong thì mới quay ra, ôi khách hàng đã chốt rồi mà bây giờ em phải chuyển thành in ấn thì bây giờ em phải chuyển thành CMYK thì lại bắt đầu lại vỡ mồm. Thì nó quay xoay sở rất nhiều thứ. Nên chính vì vậy mà cái câu chuyện là chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta có thể xoay sở được bằng cách nào. Đây tôi chọn cho bạn xem nhá, CMYK đây. Muốn thay đổi hệ màu để sử dụng được hiệu ứng cho nó, để làm ra background. Cái background này bạn có thể làm truyền thông cho online, các bạn có thể làm trên website. Tại vì Inut có thể làm ngang ngửa Photoshop được, với điều kiện là trình độ bạn đến đâu thôi. Các bạn sẽ chọn cho tôi là phần File. Các bạn sẽ chọn cho tôi một cái giá trị, đó là phần Color Mode, và bạn chuyển thành RGB. Ok. Các bạn nhìn thấy cái này của tôi chưa nhờ? Dạ, thấy rồi thầy. Rồi, sau khi mà tôi chọn vào đây xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi tích một cái. Thì ngay lập tức chất liệu, các bạn có nhìn thấy dùng như là Photoshop Và nó đổi thành sang cái kia luôn. à? Nó nuột luôn đúng không? Bởi vì nó là RGB mà. Ok, tôi kéo xuống như này và tất nhiên tôi sẽ đặt vào đúng cái vỉa cạnh như này đó. Các bạn thấy không? À, trông nó cũng sẽ chuyên nghiệp hơn. Ok, hiểu cái này chưa nhỉ? Thầy Dạ ơi em hỏi rồi. chút ạ. Thế nếu mà muốn sử dụng cái đường vệt này để chuyển sang in ấn ý, À. thì có cách nào mà xử lý không Thì ạ? ví dụ cách nào liên quan đến background mà liên quan hiệu ứng này thì buộc là chúng ta phải copy ra. Một thằng là tôi để nguyên, hiểu cái này để nguyên chưa? Vâng. Một thằng tôi sẽ chơi một cái trò như sau đấy, bị khóa này, ăn Ctrl 2 quên mất. Quét qua. Giữ này, kéo sang đây này. Có phải thành hai không? Để nhỡ Vâng. may khách hàng bảo em ơi cái này nó chỉnh lên phía trên này nó đẹp hơn hay là chỉnh xuống dưới này đẹp hơn thì chúng ta mới có cái gốc được chưa? Ok, hiểu cái này chưa đã? Dạ vâng Tại ạ. sao phải copy đúng không? Rồi chúng ta quét qua. Và sau khi quét qua xong thì người ta có một cái lệnh đó là object, chọn vào rasterize. Nhìn rasterize chưa? Rasterize là giá trị biến một đối tượng trở thành ảnh, và trở thành ảnh lúc này thì tôi đang chọn là ảnh 300% này. Nhìn là ảnh 300 chưa? Rồi ạ. Ok, và sau khi chọn ảnh xong thì ấn ok thôi thì các bạn sẽ có một cái ảnh mới, và ảnh này thì nó sẽ nhìn thấy chưa? Nhìn ảnh này chưa?
Dạ Và lúc rồi. này nó thành cái ảnh thì bạn vẫn có text như bình thường, vẫn như là gì, mình chỉ biến mỗi cái background, những cái nào liên quan hiệu ứng thì trở thành ảnh hết một. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn vào file, chúng ta chọn vào column mode và chúng ta thay đổi thành màu CMYK nhá. Thì các bạn biết là thằng này vẫn bị lỗi không? Nhưng mà thằng này có bị lỗi không em? Không ạ, tại vì chuyển về ảnh. Đấy, cái vấn đề đấy, và chúng ta vẫn đặt người như bình thường được nhá. Ví dụ các bạn có thể chọn vào file, chúng ta chọn vào phần place và chúng ta vẫn chọn vào một cái thư viện ảnh, chúng ta chọn vào vector chẳng hạn như này. À, sau khi tôi chọn vector xong thì tôi có một cái hình ảnh của xe máy và đó là cái màu cam chẳng hạn, đây là file PNG và tôi kéo ở đây được không ạ? Ok, hiểu cái này không? Dạ hiểu rồi thầy. Em biết tại sao tôi kéo cái này không? Bởi vì sau này có những chương trình khuyến mại thì tôi có thể làm cái chữ G ấy liên quan đến giảm giá 50% không? Giảm giá vàng, giờ vàng, thế giờ kim cương có được không em? Alo? Dạ cái này hợp lý thầy. Đấy nhá, tôi để chỉ gợi mở thôi nhé, còn các bạn về nhà các bạn sẽ phải tìm hiểu để nâng cấp cái phiên bản của mình lên. Ok, kéo sang đây chúng ta có chất liệu rồi. Bây giờ thì chất liệu của chúng ta có thể làm bằng cái gì, bằng ảnh được không các bạn? Nào, chúng ta sẽ search một chữ G tiếp theo. Đây, chữ G này tôi kéo lên đây, được chưa? Lúc này tôi kéo ở đây, tôi chọn một chữ G và chữ này tôi sẽ chọn cho nó một cái màu. Và lúc này tôi sẽ để một cái viền thì tôi sẽ để mất đi được không ạ? Nào, mất viền. Nào bây giờ tôi hỏi bạn nhé, chữ này tôi có thể lấy từ chất liệu của chúng ta vừa rồi là làm từ cái gì, từ ảnh rồi, thì cái ảnh của chúng ta nó có thể là hoa lá, có thể là một cái ảnh có thể bằng chất liệu gỗ chẳng hạn, các bạn có thể search vào chữ G cho tôi một cái. Vậy thì chúng ta phải đi kiếm chất liệu, và chất liệu muốn cho nó bằng nhau thì bạn hãy liên hệ với tất cả những cái bạn làm về nội thất, có những chất liệu đá sỏi gạch men, đặc biệt những cái bạn nào mà muốn là làm ra chất liệu gạch men rồi làm ra những chất liệu về áo quần mà chất liệu đẹp thì phải đi sưu tầm chứ không phải tự nhiên ở trên trời nó rơi xuống đâu các bạn nhớ nhá. Rồi sau khi mà tôi chọn xong cái này xong thì tôi có một cái chất liệu gỗ như sau, nhìn này, tôi làm về gỗ thì các bạn có thấy là chữ tôi bằng gỗ được không các bạn? Alo, Dạ được ạ. theo thông lệ bình thường thì các bạn hay chơi một cái trò như sau là cho cái này xuống dưới tất cả và chọn cái chữ của chúng ta lên phía trên đúng không ạ? À? Và chữ lúc này thì tôi sẽ chọn vào normal. Có phải dùng nhà không ạ? Và chúng ta quét qua cả hai và chúng ta dùng cái phương pháp là Ctrl gì? Ctrl số gì ạ? Nào. Anh cho số 7. Thì có phải nó Bảy như này không? Đúng Vâng. nha, nhưng mà làm nhỏ chất liệu vất vả cực luôn nên là và nó rất là nặng nên chính vậy mà cái ảnh của chúng ta không thể làm được chất liệu. Thì bạn nhìn này, cái chất liệu đối tượng của chúng ta khi đưa vào và chúng ta sẽ mở cái ảnh này lên, đây là chất liệu đây, được chưa? Thì chúng ta có thể cầm cái này ném vào đây được không các bạn? Alo? Chút khi Có phải ném được, thấy có được không không đã? bét ạ. Vừa rồi có thấy là tôi dùng cái kim cương tôi kéo vào chưa? Được thầy. À được đúng không? Buông tay ra. Không được. Thì À, thầy phải trang vào embed cái đi path để đằng cho kia nó. trước, nó giảm cái dung lượng ạ. Không phải rung nữa. À cái gì nhỉ? Thầy phải cho vào cái path đằng kia trước đúng Thì không? đây cho Nó chất cho vào lên bên đây kéo vào đây nhưng nó có được đâu, nó nhảy ra đây, nó nhảy ra đây. embed để bỏ link ảnh đúng không ạ? Đúng rồi, chính xác, tất cả Vâng. những dạng ảnh muốn trở thành chất liệu thì phải không còn đường link nhá. Cả nhà mình nghe cái đoạn này chưa? Ok, ấn vào thôi, vào cắt đường link bằng cách nào? Cắt số 1 tích vào đối tượng, bước 2 ấn vào chữ embed là chính là cắt đường link của ảnh, đúng chưa? Dạ. Rồi ấn vào thôi và lúc này không còn gạch chéo nữa thì tha hồ. Chúng ta hãy chọn vào đây và kéo một phát vào đây thì chắc chắn nó nằm ở trong đây. Các bạn có nhìn thấy cái chất liệu của tôi chưa? Nhìn nhá, đây, cầm này, kéo này, chất liệu này. Có nhìn thấy chất liệu gỗ đây không ạ? Dạ thấy rồi thầy có. Rồi, bây giờ thì cái này đâu có cần nữa đâu và nó rất nhẹ nhá. Làm nhanh thì lại nhẹ. Ai... Còn các bạn mà cứ đưa ảnh vào chui chui vào thì thực ra bản chất nó vẫn dùng cái ảnh đó và nó rất là nặng. Bạn hãy chọn chữ cho tôi và tích vào đây ngay tức tôi có một cái chữ. Cái chữ này thì x nhá, các bạn sẽ tích vào đây, phải chọn màu này. Đó, nhìn thấy gỗ thôi chưa? Alo.
Là em thấy, thấy ơi, em hỏi chút là Ừ. thì khi mình giảm cái dung lượng như vậy thì khi in ra nó có bị ảnh hưởng đến cái chất lượng của ảnh không? Không vấn đề, nếu mà chất lượng ảnh của chúng ta tốt thì chúng ta không sợ, nhưng sợ nhất là các bạn làm này, có nhiều bạn cứ ở phóng to này, ôi thầy ơi bị vỡ thầy à, thì phóng to như này, nhưng mà thực ra là thực tế khi mà người ta làm thiết kế đấy thì kích thước nó là như thế này này, nó xem đúng nhỉ, thì tôi hỏi bạn có ai đi xem một cái quyển cato mà cứ lấy kính đúc và xoay đúng vào cái chữ không, có hiểu cái này không nào, Em hiểu nên là rồi. đừng có kỹ thuật nha. Tôi nói chứ nha, nhiều bạn đã bỏ ngay cái giá trị kỹ thuật, nó rất là vất vả của các bạn đấy, nhìn chưa. Rồi sau khi tôi chọn xong này thì tôi thấy là cái chất liệu nó làm sao, nó hơi bị to quá, thế điều chỉnh chất liệu lại cho em tí được không, thì lúc này để muốn điều chỉnh được chất liệu thì phải liên quan đến to nhỏ độ xoay, thì các bạn có thể ấn vào công cụ S. S là công cụ gì, chỉnh to nhỏ đúng không, tích đúc vào đây. Và sau khi tích đúc vào đây thì tất nhiên là vừa rồi tôi vừa dạy là các bạn hãy bỏ chăn phóng rách đi thì có thấy chất liệu nhỏ hơn đấy ạ. Alo. Dạ rồi. Phần thứ hai của các bạn là gì? Ở đây nó bảo là thấy, nhưng mà ở đây nó có một cái nền tảng cho các bạn, đó là horizon là theo chiều đường ngang và vertical theo chiều đường dọc. Vậy lúc này cái này tôi có thể cho nó nhỏ theo chiều đường dọc được không ạ? Tôi kéo này. Đấy, các bạn có thấy không? Tôi chỉ muốn điều chỉnh cho chiều dọc thôi. Hợp lý không các bạn? Dạ có. Đấy, vậy thì bạn tự điều chỉnh nhá. Hiểu cái này chưa? Hiểu rồi. Rồi. Rồi, sau khi làm xong tôi muốn bảo thầy ơi, nhưng mà cái chất liệu gỗ em muốn xoay dọc để cho nó khác biệt đi được không ạ? Vậy thì chúng ta ấn vào công cụ R. Tích đúp vào công cụ R. Và sau khi ấn vào công cụ R thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi xoay như này đúng không? Đúng chưa? Có thể bán sàn gỗ được không Dạ được. em? Vậy thì ví dụ như nếu mà cái này các bạn có thể làm chất liệu sỏi được không? Chất liệu vàng, chất liệu bằng vải bò được không ạ? Vừa rồi các bạn bảo là bán quần bò thì mình cho chất liệu bò được không em? Được thôi. Đó, rồi, vậy thì sau khi tôi đã đặt nhau nha thì có phải rất là chuẩn không? Và sau đó thì chỉ việc đánh một cái chữ tên là Khánh, ví dụ như này. Thấy chưa? Chuẩn chưa? Là chất liệu ngày đúng không? Nó tự nhảy theo mà. Hiểu cái này không? Alo. Dạ Dạ hiểu hiểu. rồi thầy ơi. Rồi, sau khi mà đã hiểu về chữ G rồi thì chúng ta có thể thấy rằng cái chất liệu của chúng ta có thể là từ gì? Từ ảnh, từ tất. Ok, vậy bây giờ thì chúng ta sẽ làm một chất liệu từ chữ, thì cái này nó sẽ liên quan đến việc mà design cái biểu tượng của các bạn là từ cái hình gì? Ví dụ chúng ta sẽ chọn vào đây. À, in out đấy, được chưa? Vậy thì lúc này chúng ta chọn vào design Z. Rồi sau khi đã đi ra viết xong thì tôi sẽ copy cái chữ này thành hai, và tôi thay đổi màu nó xuống được không ạ? Cái này tôi sẽ gõ cho các bạn giá trị rơi tầm khoảng là 50%. Gần thì rõ, xa thì mờ, gần thì to, xa thì nhỏ. Tôi sẽ kéo xuống một tí nữa và tôi lại thu nhỏ lại phần thứ hai. Đây là bài tập về chất liệu của những cái bạn học trong trường về nghệ thuật thì hay dính cái này. Và cái này tôi sẽ chọn là 30% để cho các bạn lựa chọn. Ok, nhìn cái này chưa? Đã có thầy. Rồi, sau khi đã xong thì tôi sẽ quét qua cả cái này nhé. Tôi quét qua cái chữ này. Tôi kéo cái này vào trong cái này được không ạ? Alo? Alo? Kéo được đúng không? Ta thử buông tay Được. thôi. Được hay không thì phải thử chứ biết sao được. À, nó được này các bạn. Nhìn thấy chưa? Vậy tôi hỏi bạn nhé, sau này bạn muốn làm ra một cái chữ liên quan đến trà xanh thì bạn có đồng ý với tôi kiếm lá trà về mang về và kéo vào được không ạ? Kéo được ạ, Ờ nhưng mà đấy. phải bỏ Đấy những nhá. Vậy thì bây giờ các bạn có nhìn thấy tôi làm ra từ chữ và có các sắc độ khác nhau không? Alo. đã được thầy. Vậy lúc này tôi sẽ thay đổi chất liệu cho cái này bằng cách tôi tích vào đây phát thì các bạn sẽ nhìn thấy chữ của tôi đấy. Có nhìn thấy chữ này chưa? Dạ vâng đúng rồi. Ok, lúc này thì tôi sẽ chơi một cái chữ khác. Tôi sẽ quét qua cái này và tôi đánh một cái chữ khác cho các bạn tích vào đây. Tôi đánh chữ G. Và sau khi tôi có chữ G xong, tôi sẽ phóng to cho các bạn. Và phóng to như này. Sau khi tôi chọn xong thì tôi sẽ lại phóng to tiếp. Và bắt đầu tôi đổ chất liệu cho nó bằng cách tôi tích vào đây. Thì cần nhìn thấy chữ tôi chưa? Đã thấy rồi thầy. Ok, vậy thì sau khi tôi đã có chất liệu chữ này thì nó sẽ liên quan đến việc là to nhỏ. Thì tôi ấn vào phím S. Tôi tích đúp vào vị trí của nó để tôi điều chỉnh bằng cách bỏ transform object.
thì các bạn sẽ gõ vào đây cho tôi là 61 nhé, để cho nó sẽ tỷ lệ trên dưới nó bằng nhau. Nhìn thấy không ạ? Và tôi form này đặt này, thấp xuống. Có nhìn thấy một số cái đã bao giờ nhìn thấy cái giấy gói hàng chưa? Kiểu như là giấy gói vật đồ kỷ niệm ấy Đúng thầy, rồi, đúng thậm thầy. chí là trong một số thương hiệu lớn như là thương hiệu về giày, người ta có một cái logo dập chìm thì người ta có thể làm theo cách này được không ạ? Ừ, được thầy. À, đấy, thấy chưa? Ê, chúng ta phải gợi ý cho nhau thì chúng ta biết nó ứng dụng được thì mình mới làm chứ. Đúng chưa em? Rồi Cái tiếp. này kiểu gói bánh ngọt cũng cũng kiểu Đúng bình rồi, thường. nhưng mà lúc này nó không phải là theo kiểu như là chữ đi ra Z mà có thể là các logo. Được không em? Đã được ạ. Ok, chọn. Tiếp theo sau khi làm xong, nếu mà cơ rơi vào trường hợp khó nhìn, các bạn có thể chọn vào cho tôi là Ctrl C và Ctrl F là hai lần lên và dùng công cụ như sau. Đó là chúng ta sẽ đổ cho nó một cái màu đen và dùng Shift X. Shift X là đảo ngược giữa nét và màu cho nhau, và cái Shift X này thì bạn hãy chọn cho tôi một cái nét màu nó to lên và chơi một cái trò là đập lệch đi. Tôi lại không thích đập cho nó bằng vào trong, có được không các bạn? Đó. Cái này cũng được ạ. Rồi, tiếp theo cũng tương tự như vậy, tôi sẽ chơi một cái trò như sau nữa. Tôi sẽ cầm vào đây. Đây là chữ của tôi sẽ khóa lại bằng Ctrl 2. Sau đó tôi sẽ cầm đối tượng này, tôi sẽ đặt vào đây. Lúc này chúng ta sẽ mở một cái logo ra, Ctrl O. À, chúng ta sẽ có một cái ổ D và tôi chọn vào logo. Ví dụ như thế, logo thì chúng ta có thể tự thiết kế logo, chúng ta có thể thế này nữa. Logo về thuốc, logo về cái gì đó tùy các bạn, được chưa? Ví dụ tôi tích vào đây một cái và logo đây là logo thiết kế, các bạn có thể chọn vào logo cho tôi, được không ạ? Trong trường hợp này logo thì các bạn sẽ quét qua cho tôi là Ctrl C và sang bên file thiết kế của chúng ta thì chúng ta sẽ ấn vào đây là Ctrl V. Tại vì logo nó sẽ có màu, các bạn nhớ nhé, được chưa? Đây tôi sẽ có một cái logo nha. Và sau khi đã có logo xong thì tôi cầm cả cái logo này ném một phát vào vị trí bên trong này được không các bạn? Cái này được ạ. Ok. À, được này, các bạn nhìn được chưa? Và lúc này chúng ta sẽ chọn vào đây và tôi ấn vào logo. Nhìn lên logo tôi chưa? Alo? Là thế Rồi, sau khi đã có logo xong thì chúng ta thấy hơi bé thì các bạn có thể chọn hơi to và độ xoay thì như nào đấy là tùy của bạn. Thì các bạn có thể ấn vào công cụ R và tự tích vào cho tôi đó là này. Và chúng ta bỏ cái phần transform object thì để nó xoay theo cái chiều mà chúng ta mong muốn. Thì các bạn có thể xoay như này đấy. Đấy, đẩy lên trên, đẩy xuống dưới, đừng nó nộn là được. Đây ạ, nhìn nhá, xoay 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 xoay. Xoay làm sao mà để nó nghiêng theo chiều của các bạn mong muốn là được nhai, được chưa? Rồi, xong chưa? Alo. đã được thầy. Rồi. Sau khi đã làm xong được độ xoay xong thì bảo là nhưng mà thấy em muốn vẫn điều chỉnh chất liệu thì người ta có điều chỉnh cách số 3 đó là gì? Để muốn điều chỉnh được vật liệu sau khi đã cho vào hình, các bạn có thể được quyền tích đúc vào cái vật liệu đấy trong cái phần bảng màu. Đây, tích đúc vào đây ạ. Hiểu cái này chưa? Thử nhá. Nhìn này, tích đúc này. Thì các bạn có thấy là tự khắc nó sẽ phun đầy toàn bộ màn hình của bạn là logo chúng ta đang xếp theo chiều đồng ngang. Đây là dạng vít này. Các bạn có nhìn thấy theo ô nối không? Nếu tôi chọn vào đây sổ xuống và tôi chọn vào xô lệch như này thì các bạn có thấy logo đan chéo nhau như này chưa? Alo, cả nhà mình nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Lại nhìn thấy cái bảng thầy mở Đấy thầy nhá, nhìn thấy có thấy nó xô lệch chưa? Nhìn cái biểu tượng này xô lệch nhá. Đây là xô lệch ngang, còn khi mà bạn sổ xuống đây thì gọi là xô lệch dọc. Hiểu cái này không? Còn cái mà đầu tiên chúng ta đang dùng nhai thì có phải là tất cả logo đều xếp song song không? à, cái này là các cái loại show khác nhau À ạ. đúng rồi, nó tự tạo cái vật liệu của bạn sâu khác nhau đấy à. Và lúc này chúng ta sẽ chọn là theo chiều dọc nha. Thì khi mà bạn tích đúc ra màn hình thì chữ G của bạn thấy nó có sự xô lệch nha. Tôi sẽ ấn vào S cho các bạn nhìn hơn dễ đây. Tôi sẽ làm đấy, các bạn có thấy là nó tự so ne nhau không? Alo. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Và so ne nhau thì nó sẽ đẹp hơn, các bạn nhớ nhá. Hiểu cái này chưa? Rồi tiếp theo này, trong cái phần điều chỉnh vật liệu đấy tôi có thể tích đúc vào đây. Tôi có thể chơi một cái trò như sau là ngoài điều chỉnh vật liệu đấy thì tôi có thể tích vào thẳng trực tiếp là đây là một cái logo chính của chúng ta. Chúng ta có thể giữ phím Command, chúng ta copy ra một cái logo mới thì tất cả các chỗ khác cũng tự copy ra và chúng ta thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại giữ Shift Command và tôi đặt vào khoảng không đây. Được chưa? Với khoảng không này tôi gõ vào đây là 50% tại vì tôi giảm đây là 50%. Nhìn thấy logo chìm chưa? Alo?
Dạ vâng ạ. Và lúc này các bạn tích đúp đây thì lúc này chữ G của bạn nó vừa có logo to vừa có logo nhỏ này. Chúng ta chọn vào S thì chúng ta tích đúp vào đây. Bỏ phần transform dễ đi. Có nhìn thấy logo chìm của tôi chưa? Cái này làm như cái hiệu ứng kiểu như là watermark đúng không Đúng thầy, kiểu rồi, đúng chỉnh rồi, đúng chỉnh. rồi, đúng rồi. Có nhiều bạn muốn đóng dấu ảnh ở bên chơi trò này nó rất là nhanh. Hiểu không ạ? Vừa là giấy Cái gói. này là giữ giữ cái thương hiệu cho mình luôn. Đúng rồi. Lấy được cái thiết kế của mình cũng rất là vất vả. Vậy thì khi nào với khách hàng ngoài mà chúng ta chưa được nhận kinh phí thì chúng ta phải chơi trò gì? Đóng bản quyền vào, được không ạ? Alo. Dạ vâng đúng rồi, bây giờ học cái cách này ạ. Ừ. Đổ cái này còn nhanh hơn nhiều so với Photoshop đấy, các bạn hiểu chưa? Rồi tiếp theo nhá, cái logo của chúng ta thì nó có rất nhiều thể loại khác nhau. Nhưng ví dụ cái chữ này nhiều lúc logo chúng ta chỉ lấy được cái phần gì, chỉ cần lấy cái biểu tượng thôi. Được chưa? Và chúng ta có thể chơi một cái trò như sau là vẽ một cái hình. Vậy thì bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem về cái chất liệu của chúng ta có thể làm được cái gì. Chữ của chúng ta 1, 2, 3 từ ảnh rồi. Tôi có thể lấy một cái hình lục giác như này được không ạ? Được chưa? Rồi, sau khi chọn cái dài tôi dùng Shift X và tôi sẽ chọn là X của nó là màu đen được không ạ? Cái này có giống như cái mắt của cái loa đài không các bạn? Màng loa, các bạn biết cái màng loa không? Alo? Rồi, Đã có. vậy thì tôi chọn cái này và tôi vất một phát vào vật liệu có được không các bạn? Thì các bạn nhìn về đây, tôi kéo đây phát tôi có được cái màng loa nhìn này. Và lúc này cái phần chữ ở đây tôi sẽ làm cho chất liệu về loa đài đúng không? Tôi sẽ cầm cái biểu tượng của tôi và tôi kéo sang đây. Đây là loại thứ ba. Và với loại thứ ba như này thì tôi sẽ chọn vào vị trí và tôi sẽ tích vào đây phát thì ngay tức tôi có được cái loa đài cho các bạn. Nhìn này tích vào đây. Có nhìn thấy cái màng loa của tôi chưa? Nên là có nhiều bạn bảo là em chưa biết làm cái màng màng như nào mà vẽ cái này nó khó như này thì làm nào biết vẽ bao giờ mới xong. Ok, hiểu cái này chưa? À, cái này như cái hình 3D em thấy. Nhưng mà cái này nó còn kinh khủng hơn là mức độ là mình điều chỉnh được bằng cách nào vừa rồi dạy xong chúng ta tích đúp vào nó được chưa, các bạn có nhìn thấy tích đúp vào thì nó sẽ ra cái này không? Bởi vì nó xếp theo hình gì, có phải từng viên một như này rồi từng viên như này giống như việc gạch hoa không? Thì cái này có thể làm cho những cái công ty làm về gạch men Vera hay cái gì đó tùy các bạn. Nhưng ở đây nó có một thuộc tính nữa là các bạn có nhìn cái biểu tượng hình này không ạ? Chọn một cái được không ạ? Thì ngay tức nó bắt điểm lại cho các bạn. Ồ. Nhìn thấy nhanh chưa? Cái này giờ nhìn giống như là làm hóa sinh á thầy, hình tế bào luôn. Rồi, có thể làm cho thuốc được hóa sinh các kiểu. Nhưng mà cái này nếu mà làm nhỏ lại thì nó sẽ thành mắt cáo. Và cái mắt cáo này nó có thể làm ra cái biểu tượng cho các bạn liên quan đến loa đài được, chữ của chúng ta có thể làm được nha. Và sau khi làm xong tôi tích đúp vào đây có thể áp dụng cho background được không? S. S là độ to nhỏ. Tôi sẽ tích vào đây cho nó các bạn một tí nữa. Và lúc ngoài tôi sẽ bỏ phần transform object. Tôi sẽ thu nhỏ này xuống dưới một tí nữa. Con nhìn thấy loa đài chưa? Cái hình này làm được nhiều cái hay quá. Ok. Tiếp theo này, sau khi tôi chọn xong thì tôi có thể được quyền nhân bản cái đối tượng này làm hai bằng Ctrl C, Ctrl F. Và sau khi Ctrl C tôi dùng Shift X thì tôi sẽ có cái viền. Nhìn thấy cái viền tôi chưa? Alo. Và cái viền này Dạ thì con tôi sẽ thấy chọn thầy. phím X và tôi có thể chọn cho nó một cái màu, ví dụ màu đen. Và cái màu đen này các bạn có thể chọn cho nó trắng lên số 3, số 4. Đấy, ví dụ. Cái này này, nhìn thấy nhá, background của tôi đã có này. Ok, hiểu cái này chưa? Tôi sẽ khóa lại cái này cho các bạn xem bằng công cụ là Ctrl 2 là khóa lại và đối tượng background tôi đã đặt dưới. Lúc này tôi chọn vào phím S và tôi tích đúp vào nó để tôi sẽ làm sao cho nó to lên cho các bạn. Được không ạ? Bỏ Transform Object. À, cho to dần lên to, rất là to để cho các bạn nhìn. Cái này chúng ta sẽ biến đổi thành những cái chữ nhiều kiểu khác nhau. Chứ không phải một kiểu đâu ạ. Ấn OK. Và sau khi tôi đã chọn xong này thì chúng ta có thể được quyền chơi một cái trò này, chọn vào nó và lại kích đúp vào phần liệu. Trong phần vật liệu như vừa tôi vừa chia sẻ là tôi có thể cầm đối tượng này, tôi sẽ chọn sao đây đối tượng tôi ạ. Tôi có thể chọn nó, tôi ấn vào Ctrl C, Ctrl F và copy trong trong chất liệu bên trong điều chỉnh. Tôi thu nhỏ là ngay được không ạ? Các bạn có thể thu nhỏ được như này chưa? Ừ, dạ vâng ạ. Ok, sau đó thì tôi tích đúp là màn hình này các bạn sẽ nhìn thấy chất liệu tôi chưa? Chữ tôi đây ạ. Có thể làm cho mắt bóng đá được không em? Alo.
làm chất liệu thể thao đẹp. Chất liệu thể thao đẹp Ừ. đúng không? Và chúng ta có thể in lên áo hay in cái gì đó tùy các bạn nhá. Tiếp theo này chúng ta sẽ chọn vào đây, tích đúc vào đây. Sau khi tôi chọn xong thì tôi có thể chỉnh được độ alpha khác nhau các bạn ạ. 50. Sau đó tôi sẽ cầm phím Alt rồi copy đây được không? Nhìn nhá, ở đây nó có rất nhiều thể loại cho các bạn. Thì chờ và bạn thu nhỏ lại, bạn copy ra thì bạn thu nhỏ lại được không ạ? Và bạn kéo vào đây cho tôi. Đặt lệch đi cũng được, đặt như thế nào đó cũng được, nó đều hiểu hết nhá. Được chưa? Rồi thu nhỏ lại. Được chưa? Và cái này bạn có thể nên giá trị là 100. Được chưa? Và tích lũy vào đây thì bạn có nhìn thấy chất liệu của tôi chưa? Rồi, được chưa? À, chúng ta có thể chọn vào một cái biểu tượng là Nhật Bản được không ạ? Ví dụ chúng ta sẽ chọn vào một cái T. Hôm nay tôi sẽ nói thiên là một cái background tích vào đây một cái. Chúng ta sẽ chọn vào nhà hàng Nhật. À, Nhật thì à, phóng to một tí và lúc này chúng ta sẽ có một cái biểu tượng tôi sẽ chọn là đây là màu đỏ nhá. Ok, mọi người hiểu cái này chưa? À, sau khi đã có màu đỏ xong thì tôi sẽ chọn một cái chữ của tôi bằng cách như sau, là tôi sẽ vẽ một biểu tượng, vẽ một cái biểu tượng là hình tròn. Và sau khi vẽ biểu tượng xong thì tôi sẽ dùng Shift X để tôi lấy một cái viền của nó, và cái viền này thì tôi sẽ chọn một cái phương pháp là cho nó to ra. Trong trường hợp này thì tôi sẽ để cái viền của tôi là màu ghi, các bạn nhớ nhá, màu ghi này, nhìn thấy màu ghi của tôi chưa? Alo. Alo. Đã thấy mờ mờ thế này. Rồi, tại vì màu ghi bình thường để màu trắng nhưng mà màu trắng chúng ta lại không nhìn được, được chưa? Tôi để màu ghi tạm ghi sáng này, tôi dùng phím A. Tôi quét qua một điểm bên này và tôi xóa nó đi. Thì có phải là tôi chỉ còn ba điểm này thì nó liên quan một nửa của cái cung tròn không? Alo. Dạ vâng ạ. Nói nhé, làm lại cho nên các bạn nào biết là nhìn này, tôi chọn vào đây nó có 4 điểm, 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm, tôi dùng phím A. Tôi quét qua một điểm bên trái, tôi xóa đi bằng đen lete. Sau đó thì tôi sẽ đưa cái điểm này vào trong cái phần chất liệu bằng cách tôi cầm và tôi kéo một phát vào đây thì chúng ta đã có chất liệu. Nhìn thấy chỗ này của tôi chưa? Squat 7 này. Alo. Dạ thấy rồi thầy, Rồi. lấy vào rồi. Theo nguyên tắc khi làm về 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 chất liệu thì phải nhân bản làm hai, Ctrl C, Ctrl F tôi có hai chưa? Thì cái chất liệu phía trên này tôi sẽ đổ một cái chất liệu đó là cái gì? Các bạn có nhìn chất liệu nào của tôi chưa? Alo. Cái Dạ này giống chính rồi hình ạ. là bảy cá. Đúng rồi, chính xác. Nhưng lúc này chúng ta thiên về chữ nhiều hơn. Chúng ta có thể được quyền tích vào đâu ạ? À? Tích đúp vào đây. Và cái chữ này các bạn có thể chọn vào giá trị xô lệch bằng cách tích vào đây, xô lệch xuống dưới nhìn nhà các bạn. Alo. Làm được thầy. Nó xếp cực kỳ đều nhau. Nếu mà chúng ta xếp thủ công này chắc chắn là không có được đó. Nhờ tích đúp vào đây. Các bạn nhìn thấy chất liệu của tôi chưa? Rồi, sau khi chất liệu xong thì chúng ta ấn vào phím S để điều chỉnh chất liệu to nhỏ các bạn. Các bạn lăn chuột xuống cho tôi cái. Ok, lúc này chúng ta bỏ chan for object đi và thu nhỏ cái này xuống một tí để làm sao cho nó nhỏ này. Nó dưới 100 này. Được chưa? Ok, 150, 120, 110 rồi xuống 9 mấy rồi. Ok, xuống nữa, xuống nữa, xuống nữa. Các bạn có nhìn thấy chữ này có ra tính chất của cái việc mà chúng ta làm về cho nhà hàng hải sản không ạ? Dạ đúng rồi thầy. Đúng chưa? Ra được chất liệu rồi. Ok. Rồi tiếp theo phần còn lại nữa là chúng ta có thể làm gì ạ? Chúng ta có thể tích đúc vào vật liệu đấy và chúng ta nhân bản lên bằng cách chúng ta tích vào đây Ctrl C, Ctrl F, giữ phím gì An kéo vào đây một tí, giữ Shift này, đúng chưa? Và sau khi kéo đây thì tôi sẽ kéo xuống đây thì có phải chất liệu nhà không ạ? Nhìn chất liệu chưa? Dạ vâng, cái này lại hình giống như hình mặt trời mọc. Đúng rồi, và lúc này là sóng bình ba đấy ạ. Chúng ta có thể làm những cái chất liệu như này, nó rất là cổ điển cho một số cái bao bì nhãn mác. Làm cho nó cái bao đũa rồi làm cho những cái biểu tượng là cái giấy đặt dưới những cái bát dĩa thìa cho một nhà hàng về ăn sashimi được chưa? Ok, tích đúp vào đây thì lúc này chúng ta lại quay trở về S tích đúp vào. Lúc này trong trường hợp này thì bỏ cái phần chan preview đi, chan for object đi. Các bạn nhìn cái hình này của tôi chưa? Đó. Dạ thấy rồi À, cái thầy. này có thể làm cổ truyền được không các bạn? Làm vảy rồng được không? Alo. Dạ thầy ơi, thầy cho em hỏi cách đổi màu vật liệu này đi thầy. Cái gì em? Thầy cho em hỏi cách đổi màu vật liệu của thầy, sau khi mà đã tạo vật liệu như thế này rồi mà em muốn đổi sang màu khác đó Tại thầy. sao lại muốn hỏi vậy?
Tại vì lúc em đi làm á có đổi màu này nhưng mà em không biết cách đổi. Ok, bây giờ thì Tương tôi đi. như này nhá, rồi còn một ít phút nên tôi sẽ nói vượt cấp một tí để cho các bạn mà vừa rồi hỏi ấy, để bạn làm được điều đấy nhá. Được chưa? Dạ em cảm ơn. Đây, ok. Các bạn để ý này cho tôi, đầu tiên là chúng ta sẽ chọn là một cái màu đen. Được chưa? Nguyên tắc của chúng ta là phải là màu đen nhá. Được chưa? Sau khi màu đen xong thì bạn sẽ vất vào vật liệu cho tôi, đó là vật liệu màu đen cho tôi, được chưa? Xong chưa? Alo? Dạ. Rồi, bây giờ thì chúng ta hãy đánh một chữ cho tôi, đó là gì? Chữ D hoặc chữ G cho nó đẹp. Đấy, giống như chữ G thì nó rất là đẹp, nên là mình sẽ chọn chữ G cho nó đẹp nhá. Rồi. À, sau sau cái chữ G này thì bạn chọn cho tôi một cái vật liệu, đúng không? Là cái này, đúng không? Và chúng ta sẽ chọn vào phím S để làm gì ạ? Chúng ta sẽ chọn vào tích đúc vào đây để cho nó nhỏ lại. Đúng chưa? Và chúng ta sẽ ấn OK và chúng ta tích đúc vào nó để chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ cho nó một cái giá trị về số lệch, đúng không ạ? Đúng chưa em? Dạ đúng ạ. Rồi, xong. Tích đúc là màn hình trắng để quay trở về và dùng phím S để cho nó làm sao? Thì cầm ở đây. Đúng chưa? Bây giờ muốn cho nó thành màu đỏ được không ạ? Nào, bây giờ muốn thành màu đỏ được không ạ? Thì cho các bạn xem nhá. Dạ bằng cách nào ạ? Rõ ràng nhá, bây giờ muốn đỏ thành màu đỏ màu vàng thì bây giờ tôi sẽ vẽ một cái chữ màu vàng màu đỏ trước dưới dưới được không ạ? Tôi sẽ chọn màu đỏ trước xuống dưới này. Thì có phải cái này của tôi là màu đen không? Có đúng không? Alo? Dạ đúng ạ. Bây giờ để muốn thay đổi màu một cái chữ này thì chắc chắn là tôi sẽ làm mặt nạ cho chính cái màu đỏ nhá. Nhìn này, tôi sẽ chọn cái chính cái chữ này là chính là cái đối tượng mà tôi sẽ đưa vào mặt nạ. Tôi sẽ ấn vào biểu tượng là Edit và chọn vào Ctrl X. Ctrl X là cắt nó đi. Sau đó tôi chọn cái miếng màu đỏ này. Được chưa? Ctrl X là bước số 1. Bước 2 chọn đúng cái miếng màu đỏ. Sau đó chọn vào biểu tượng là Transparency. Bước 3 là tích đúc vào ô gần ô ảnh đó. Ô gần ô ảnh là ô này này, nhìn thấy chưa? Rồi, lúc này màn hình đen thui. Thì bỏ clip đi. Bỏ clip nhá, bỏ clip đi thì nó là màn hình màu trắng giống như mặt nạ đen là mặt nạ trắng đấy. Thì mặt nạ màu trắng thì dùng với cái hình màu đen vừa rồi tôi vừa copy cái chữ G là màu đen đúng không em? Dạ. Có phải là có viền đen không? Vậy thì Dạ khi đúng. đưa vào mặt nạ thì nó sẽ bị thủng hình ở vị trí đấy. Nên tôi sẽ chọn vào phần Edit và tôi chọn vào Ctrl Shift V là paste tại vị trí. Có nghĩa là tôi copy ở đâu thì tôi paste ở đấy, bởi vì vừa rồi là cái chữ của tôi nằm giữa cái miếng màu đỏ chưa? Có đúng không? Alo? Dạ đúng. Ok, Dạ đúng rồi. paste vào nhá. Nào, paste vào này. Có nhìn thấy nó bị thủng không? Nó bị thủng thì nó nhìn xuống dưới cái nền trắng này kìa. Em nhìn thấy chưa? Dạ, em thấy rồi thầy. Rồi, thì bây giờ mới chơi mình chọn như sau nào. Hãy ấn vào Invert Mask là đảo ngược vùng chọn là những cái gì thủng thì nó lại hiện hình. Thì lại là màu đỏ. Hiểu hiểu đến đoạn này chưa đã? Giống như Ctrl Shift Y vậy À hả đúng thầy? rồi, cần CV đây. Thì ấn vào đây này, nhìn thấy chưa? Mất màu nhưng ấn vào clip. Thì lúc này chúng ta chữ của chúng ta thành màu đỏ rồi. Có nhìn thấy màu đỏ chưa? À, dạ rồi Rồi, em bây thấy giờ rồi sau thầy. khi làm xong thì thoát ra ngoài. Bây giờ bản chất của nó là màu đỏ nhưng lại hiện hình theo chữ G có chất liệu. Có đúng không? Dạ. Ok, bây giờ em muốn màu gì? Màu xanh nhá. Dạ. Màu vàng nhá, màu tím Ồ. hồng nhá, các kiểu có luôn, được màu luôn, nhìn thấy không? Và thậm chí là màu gradient nó có đổ được cơ mà. Nhìn thấy đỏ xanh vàng chưa? Dạ, em thấy rồi thầy. Ok, xong rồi đấy. Dạ rồi em cảm ơn thầy nhiều ạ. Ok, bài hôm nay tôi đã dạy cho các bạn về chất liệu, và chất liệu của chúng ta có thể làm nên từ hình, chất liệu của chúng ta có thể làm nên từ chữ, và chất liệu của chúng ta có thể làm nên từ ảnh. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Đã hiểu thầy. Ok, với cái bài này thì các bạn về nhà các bạn sẽ phải tư duy cho tôi, đó là gì? Phải tìm những cái chất liệu, rồi tìm những cái hình ảnh, sau đó bạn làm thiết kế thì ứng dụng lại những cái bài của các bạn làm về bố cục, về chữ, về nền, thì các bạn hãy chọn cho tôi những cái chất liệu nó phù hợp. Và hôm nay thì tôi cũng đã giải quyết cho các bạn vấn đề là đặt chữ trên nền nào để làm sao nó nổi được cái nội dung của các bạn lên, được chưa?
Chưa cần nói đẹp hay không nhưng phải nhìn được nội dung đã nha. Ok. Vâng ạ. À, thầy ơi cho em hỏi một Ừ, chút ạ. rồi. Vâng. Tức là khi mà em tạo cái file Exam Inode này, lúc mà bước đầu ấy, em đã tạo file bị Excel là file là 1.200 600, À. nhưng mà khi mà xuất ra file xong em kiểm tra lại thì cái kích thước của nó lại tăng lên là mấy nghìn luôn ấy, Như này. thì không biết là lý do Như tại này sao. nhá, sau khi làm xong thì các bạn để ý cho tôi một thứ rất là quan trọng, đó là gì? Bình thường khi làm thì chúng ta có nhiều file không? Ví dụ cái này là card visit, cái này là phong bì thư, cái này là tiêu đề thư, cái này là thẻ đeo, cái này gì đó, đó bảng biển quảng cáo đúng không? Thì để ý này, trong cái phần xuất file thì người ta có xuất file ảnh để cho khách hàng nhìn, hai là xuất file PDF. Thì trước khi làm điều đó thì các bạn có thấy là Ctrl Shift H thì chúng ta chỉ có một khổ giấy đây không ạ? Dạ thấy Thì ạ. nó chỉ xuất trong khổ giấy thôi, còn ngoài khổ giấy là không nhìn được. Nên các bạn nhìn này, sau khi là làm xong tôi phải chọn vào biểu tượng đó là công cụ Shift là quản lý khổ giấy. Thì cái quản lý khổ giấy này thì bạn sẽ chơi một cái trò như sau, là sau khi chọn xong nhá, nhìn nhìn này, cái ABAP này, nhìn thấy ABAP chỉ có một thôi mà. Vâng ạ. Thì nếu mà tôi dọn vào Shift tôi chỉ cần tích đúp vào cái màu xanh này thì nó sẽ bằng đúng cái khổ giấy đúng bằng cái này. Đấy, nhìn thấy ABAP 2 chưa? Tôi tích vào đây nó có ABAP 3. Tôi tích vào đây cái chữ này có được không ạ? À? Nào, tích đúp vào xong có được không? À, bị khóa rồi. Đấy, cái nào bị khóa thì là chịu nhá, tích vào đây. Đấy, nhìn thấy ABAP này chưa? Alo? Dạ thấy rồi ạ. Rồi, sau khi làm xong cái ABAP này thì các bạn nhìn thấy cái ABAP này chúng ta vẫn có kích thước chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Này, chiều dài đây, chiều rộng đây, trên đây nó có hết rồi này, nhìn thấy chưa? Dạ thấy Từng rồi ạ. thay đổi kích thước nhá. Sau khi làm xong thì các bạn sẽ phải chơi một cái trò như sau, là bạn sẽ chọn vào file rồi bạn chọn vào export cho tôi, thì ở đây là export e Ctrl Alt e, được chưa? Thì với cái này thì các bạn sẽ nhìn thấy đây này, nó sẽ nhận theo khổ giấy này, nó có bốn ABAP này, nhìn thấy chưa? Dạ thế ạ. Bạn thích cái nào thì bạn giữ lại, bạn xuất một cái cũng được thì bạn bỏ cái dấu tích này đi, hiểu cái này chưa á? Dạ hiểu rồi. Nó chỉ trong khổ giấy thôi nhá, ngoài khổ giấy nó không. Vậy thì cái khổ giấy mình làm bao nhiêu thì nó xuất đúng như vậy, hiểu cái này không? Vâng. Ok, sau khi tích vào đây xong thì bạn xuất muốn bốn cái từ 1 đến 4, và bạn sẽ chọn là đường dẫn của bạn là ở đâu, download. Nhìn này, Khánh download chưa? Thấy Ở đây nó còn có một cái phần rất hay nữa là chúng ta có thể xuất cho PNG để các bạn có thể đưa sang TikTok để bạn làm vào video được. Ảnh không nền đấy em. không? Đấy thì các bạn sổ xuống cho tôi là 1x là ảnh kém, 4x là ảnh xịn. Bạn có thể xuất ra ảnh PNG. Ví dụ tôi làm logo cho khách hàng thì tôi hay xuất PNG. Tiếp theo là người ta có thể chọn vào file JPG. Nhìn JPG chưa? Xuất ảnh đấy. Vâng, thế Và sau khi chọn xuất ảnh xong thì đây là 4x rồi, thì tôi chọn vào export thôi. Nhìn chưa? Thì ngay tức là đã có cái file của tôi rồi. Và sau khi file này tôi sẽ nó sẽ mở ra cho tôi một cái giá trị 4x, nhìn thấy 4x ở dưới góc này chưa? À, quên mất, đã không thấy không đấy. nhìn được, không nhìn được. Bây giờ thì tôi sẽ Đâu nhỉ? share. Chỉ có thấy cái iPod đấy. Share. Bây giờ share nhá, nhìn này, share này. À, tôi sẽ tích vào đây và tôi share cái vị trí của cái hình của tôi đây, hình đây ạ. Tôi share. Các bạn có nhìn thấy là tôi xuất là desktop phần download không? Nhìn thấy chữ 4x nhá. Ok, có nhìn thấy phần này không nhỉ? Đã có Dạ, này, có. Và tích vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là đây là những cái hình ảnh của tôi đã được xuất ra. Nó sẽ có số 1, số 2, số 3 và số 4. Hiểu cái này chưa? rồi ạ. Đó, thế là xuất theo khổ giấy đấy. Và lúc này thì cái này thì tôi sẽ gửi cho khách hàng. Nhưng nhớ một điều rằng nếu cái ảnh là CMYK mà bạn gửi qua Zalo thì sai màu. Nên thường thường tôi hay chơi một cái trò như sau, là các bạn sẽ ấn vào đây này. Tôi sẽ ấn vào xe lại nhé. Tôi sẽ sang màn hình này. Tôi sẽ chọn vào Inode này. Cái này thì thường thường là tôi sẽ chơi trò là chụp màn hình. Chụp màn hình bằng cách nào? Chúng ta ấn chữ FN và ấn chữ Pincel trên bàn phím. Nha. PRT SC. Nhìn thấy cái đấy chưa? Ấn chặt chữ FN và ấn chữ đấy thì tự khắc nó sẽ ra một cái chỗ để chụp cho chúng ta. Và chụp màn hình thì tôi muốn chụp cái phần nào thì tự khắc nó sẽ có được phần đấy cho các bạn. Ví dụ các bạn nhìn này, tôi chụp màn hình này. Nhìn nhá. Rồi, các bạn có nhìn thấy cái màn hình bị tối không?
Alo. Không thể, hình như máy em bị đứng hay sao, em không thấy. Ok. Cũng Không có ạ. thể nó không hiểu cái vấn đề về chụp hình đấy, nhưng mà tôi đang quay lại cái này và tôi chụp cái phần mà tôi mong muốn là tôi chụp cái này này, nhìn thấy chưa? Chữ G. Sau khi chụp xong thì tôi sẽ sang Zalo của bạn. Bây giờ tôi cứ paste vào cho các bạn xem, tí nữa chúng ta xem lại video thì có khi là vẫn nhìn thấy như bình thường nhá. Hiểu rồi chưa? Các chuẩn V này, Enter này. Có nhìn thấy không ạ? Nhìn thấy trên Zalo chưa? Dạ thấy rồi. Ok, vậy thì lúc này chúng ta sẽ sang bên cái này, thì đây chính là phần chất liệu. Và tất nhiên là phần chất liệu này các bạn sẽ phải áp dụng cho tôi ba thứ: một, background; hai là chất liệu cho chữ; ba là chất liệu cho hình. Ok, hiểu cái này không? Dạ vâng ạ. Rồi, còn bạn nào có câu hỏi gì nữa không? Hôm nay nói về cái xuất file rồi nhá, xuất file sơ bộ nhá, là ảnh này, xuất là chất liệu là ảnh không có nền này. Alo. Dạ vâng ạ. Dạ có thể ạ. Ừ. Rồi, còn bạn nào có ý kiến gì nữa không nhỉ? Dạ không ạ. Ok, nếu mà không có ý kiến gì thì chúng ta sẽ tạm dừng cái bài học của ngày hôm nay ở đây, để hôm sau chúng ta sẽ vào một cái phần mới nha các bạn nhớ nhá. Dạ vâng, em cảm thầy ạ. Chào thầy. Ok, Dạ vâng. stop Chào thầy nhầm nè. người ạ. Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Rồi, bye Xin chào thầy ạ. bye Hello cả thầy. nhà. Chào thầy ạ. Xin Chào chào mọi người. thầy ạ. Chào mọi người.